18 câu chuyện trí tuệ cổ nhân giúp thay đổi tâm thái, triệu người tán thưởng. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, cổ nhân giảng rất nhiều về hàm dưỡng, tu dưỡng tâm tính. Nhưng khi thật sự đối mặt với vấn đề, thì tâm thái cao thấp của một người đều có thể nhìn thấy rõ. Quan trọng là là ở ngộ, chỉ cần dựa vào ngộ có thể nhìn thấy được cảnh giới của một người là cao hay thấp. Hãy cùng Ngâm Đời. Nghe ngay những câu chuyện trí tuệ cổ nhân dưới đây để có thể thấy được những bài học giá trị mà người xưa để lại giúp ta thay đổi tâm thái sống một cuộc đời hàm dưỡng hơn quý vị nhé câu chuyện thứ nhất cuộc đối đáp giữa hai tiểu hòa thượng cửa đạo luôn rộng mở quan trọng là ở ngộ dụng tâm để ngộ xưa kia có hai ngọn núi một ngọn quay mặt về hướng bắc và ngọn còn lại thì hướng về phía nam đồng thời trên mỗi ngọn núi đều có một ngôi chùa để phân biệt mỗi khi nhắc đến người thời đó thường gọi là chùa bắc và chùa nam mỗi buổi sáng hai ngôi chùa đều có một tiểu hòa thượng xuống chợ dưới núi để mua rau hai tiểu hòa thượng này tuổi trẻ khí thịnh các tâm của người thường vốn chưa qua tôi luyện nên vẫn chưa thể vứt bỏ được nhiều họ đều không phục đối phương mỗi lần khi gặp nhau ở chợ họ thường bí mật hoặc đôi khi công khai thử tài thách đố lẫn nhau một hôm tiểu hòa thượng ở chùa nam hỏi cậu đi đâu thế tiểu hòa thượng ở chùa bắc đáp chân tớ đi đến đâu tớ sẽ đi đến đó tiểu hòa thượng ở chùa nam nghe xong không biết phải đối đáp thế nào đành ấm ức trong lòng nhanh chóng mua rau mà quay về chùa bẩm với sư phụ chú tiểu ấy trẻ người non dạ đã đành vị trụ trì của chùa nam lại cũng hồ đồ như thế tâm tật đố không buông bỏ sau khi nghe đệ tử mình nói lại câu chuyện ấm ức khi không đối đáp được với chú tiểu chùa bắc thay vì khuyên bảo chú bé tu tâm tính không nên gây chuyện thị phi thì ông lại mách rằng lần sau gặp đối phương vẫn hãy dùng câu đó để hỏi nếu cậu ta còn trả lời như thế con hãy nói nếu cậu không có chân vậy cậu sẽ đi đâu như thế con sẽ có thể thắng được sáng hôm sau như thường lệ hai tiểu hòa thượng ở chùa nam và chùa bắc lại gặp nhau ở chợ rau tiểu hòa thượng ở chùa nam lại hỏi cậu đi đâu thế lần này chú tiểu hòa thượng ở chùa bắc trả lời gió đi đến đâu tớ liền đến đó câu trả lời bất ngờ này khiến tiểu hòa thượng ở chùa nam lại không thể đáp trả cậu tiếp tục ngây người ra đó ấm ức không nói nên lời sau khi trở về chùa sư phụ thấy tiểu hòa thượng mặt đầy ủ rũ liền hỏi lẽ nào phương pháp ta dạy con không có tác dụng sao tiểu hòa thượng liền thuật lại những gì đã xảy ra sư phụ nghe xong liền cười lớn xoa đầu chú tiểu và bảo vậy con có thể hỏi ngược lại đối phương rằng nếu không có gió cậu sẽ đi đâu sáng hôm sau với khí thế ôm chắc phần thắng và muốn làm cho đối phương phải nín lặng trước những gì mình sắp nói ra tiểu hòa thượng ở chùa nam nhanh nhảu chạy đến hỏi chú tiểu hòa thượng ở chùa bắc rằng cậu đi đâu thế lần này câu trả lời cậu ấy nhận được từ đối phương rất thực tế chú tiểu hòa thượng chùa bắc hồn nhiên đáp tớ đi chợ tiểu hòa thượng ở chùa nam lại một lần nữa không có gì để nói bởi vì không thể nào mở miệng hỏi tiếp rằng nếu không có chợ cậu sẽ đi đâu câu nói này rất vô lý vị sư phụ sau khi biết tình huống này ông liền thở dài nhìn hoàng hôn ngộ ra đời vô thường nhìn mây trắng ngộ ra nó thông rong, nhìn núi non ngộ ra sự xảo diệu, nhìn sông biển ngộ ra nó mênh mông. Sự học hỏi quý ở chỗ dụng tâm mà ngộ, không thể dựa vào người khác mà ngộ được. Thứ của người khác vĩnh viễn là của người khác, chỉ có thứ tự bản thân mình ngộ ra mới là của mình. Dễ và ngọn. Xưa kia có một thanh niên luôn thích khoe khoang bản thân trước mặt người khác. Một ngày nọ, sư phụ dẫn anh ta đến một cái cây và hỏi, con nói xem ngọn cây này có đẹp không? Dạ đương nhiên, ngọn cây nở đầy hoa tươi mới đẹp làm sao? Người đệ tử nhanh miệng đáp. Ngay lúc đó một cơn gió thổi qua, ngọn cây phát ra âm thanh loạt soạt. Vị sư phụ hỏi tiếp, con có nghe thấy gì không? Dạ đương nhiên nghe thấy rồi, tiếng của ngọn cây mới trong trẻo và vui tai làm sao? Anh thanh niên nhanh nhào đáp. Nhưng con có biết ngọn cây trong tiếng hán gọi là gì không? Nó gọi là mạt. Sư phụ nói xong liền chỉ vào gốc cây và bảo, con có nhìn thấy rễ cây không? Con có nghe thấy rễ của cây phát ra tiếng động không? Người thanh niên nhíu mày đáp, dạ thưa, rễ cây chôn xuống đất, làm sao nhìn thấy được? Hơn nữa rễ cây tĩnh lặng, làm sao nghe được tiếng của nó thưa sư phụ? Nhưng con có biết rễ cây trong tiếng Hán gọi là gì không? Nó gọi là bổn, sư phụ giải thích. Nghĩa là, mặc dù ngọn cây đầy hoa có thể lao lao, gây sự chú ý đến những người xung quanh, nhưng nó rất mỏng manh, chỉ cần một cơn gió mạnh thì có thể sẽ gãy ngay và không còn giá trị gì sau đó nữa. Còn gốc cây, mặc dù trầm lặng, thậm chí bị chôn vùi dưới đất, nhưng đó là căn bản của sự sống. Không có nó thì cũng sẽ không có cây, không có lá, cành và tất nhiên những đóa hoa trên ngọn cây cũng không có cơ hội mà lao sao, khoe sắc trước gió. Con hiểu ý của ta chứ? Anh thanh niên cúi mặt, khẽ gật đầu lĩnh hội nội hàm lời dạy của sư phụ. Từ đó về sau, anh trở nên trầm tĩnh hơn, ăn nói cũng rất biết chừng mực đặc biệt là không bao giờ khoe khoang trước mặt người khác nữa câu chuyện thứ hai đời người nhiều khi thua bởi tranh biện thắng bởi im lặng trong cuộc sống mọi người thường cho rằng gặp bất kể gặp chuyện gì thì đều phải cố gắng nói rõ ràng minh bạch để người khác không hiểu lầm nhưng kỳ thực nhân sinh có rất nhiều khi tranh biện cãi lý không bằng im lặng bao dung có câu chuyện kể về đạo lý im lặng như thế này có một người giàu có và nổi tiếng vì ngưỡng mộ đạo phật mà quyết định vứt bỏ hết phù hoa danh lợi nơi thế tục để xuất gia tu luyện sau này vì đức hạnh và phong thái mà ông được chọn làm sư trụ trì tại một ngôi chùa lớn qua một thời gian đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời bàn tán nói rằng ông vì ham muốn cuộc sống giàu có ở chùa mà chuyển đến sinh sống tu hành điều này khiến các đệ tử của ông vô cùng tức giận một số gặp những người bàn tán để tranh biện một số đệ tử tại gia còn viết chuyện về cuộc đời của ông để lưu truyền khi vị sư trụ trì biết được việc làm của các đệ tử ông đã gọi họ tới và nói việc làm của các con tuy rằng là xuất từ ý tốt, nhưng thực ra lại là không đúng. Xem ra, sau này ta phải sống thận trọng hơn nữa. Các đệ tử của ông không đồng ý, nói, sư phụ, những người đó bịa đặt, phỉ bán ngài nên chúng con mới quyết định lên tiếng thanh minh vì ngài. Vị sư chủ trì lắc đầu, trầm ngâm, nói, các con phải nhớ kỹ, nếu sau này các con cũng bị người khác phỉ bán, nhất định không được đi cãi lại bởi vì càng cãi lại sẽ càng có hại nếu không tranh biện cãi lại thì người phỉ báng sẽ dừng lại và không có hậu họa gì xảy ra nhưng một khi tranh biện cãi lại thì lời phỉ báng sẽ là vô cùng vô tận không dừng lại như vậy thì các con làm sao còn tâm trí thời gian để tu hành nữa cho nên chúng ta chỉ nên để tâm làm đến nơi đến chốn những việc tốt đẹp nhất lương thiện nhất nếu chúng ta làm sai thì cho dù có bao nhiêu người khen ngợi chúng ta cũng đều là vô ích nếu chúng ta làm đúng thì cho dù có bao nhiêu người nói xấu chúng ta, chúng ta cũng không bị hao tổn gì. Chúng ta trong đối nhân xử thế, làm việc nhất định không nên tính toán hay để tâm nhiều đến những lời dèm pha, phỉ báng của người khác. Mọi chuyện xảy ra giống như lời vị sư trụ trì nói, việc các đệ tử của ông đi tranh biện, lưu truyền chuyện về cuộc đời ông khiến những lời chê trách, phỉ báng ông càng tới nhiều hơn. Nhưng lần này các đệ tử nghe theo lời chỉ dạy, một mực im lặng không cãi lại dùng sự thiện lương trong mỗi hành động của mình để cho người đời tự cảm nhận họ đột nhiên phát hiện ra rằng hết thảy những lời chê trách và phỉ báng ấy qua một thời gian tự nhiên tan thành mây khói biến mất và không còn bị ai nhắc lại nữa có rất nhiều sự việc xảy ra là không thể nói rõ ràng ngay một lúc được đặc biệt là đối với những người tâm lượng hẹp hòi không có văn hóa và giáo dưỡng thì không nhất định phải thanh minh đúng sai bởi rất nhiều lúc cuộc tranh cãi ấy sẽ trở thành một cuộc đối đầu lấy ác trị ác chi bằng lấy thiện cảm hóa nhân tâm nếu hành động và lời nói đều là thiện lương thì sớm muộn cũng có được lòng người bậc trí giả có thể nhẫn có thể lui mà chuyển mê thành ngộ chuyển khổ thành vui người quân tử chỉ sợ vô đạo chứ không sợ nghèo khó chỉ sợ mất đi chuẩn tắc làm người chứ không chấp vào được mất thắng thua câu chuyện thứ ba không nên xem thường người khác mỗi người sống trong xã hội đều có vị trí của riêng mình có người thuộc dòng xã hội chủ lưu có địa vị xã hội cao có người lại thuộc dòng xã hội hạng trung là những người thông thường có người thuộc dòng xã hội tầng thấp đối với họ thậm chí miếng cơm manh áo cũng là vấn đề lớn lại có một số người có tài năng có thành tựu nổi bật hơn người tuy vậy đây chỉ là một kiểu sắp xếp mà thôi cổ ngữ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân không nên lấy cái sở trường của mình để so sánh với khuyết điểm của người khác những người thực sự có tu dưỡng đều sống khiêm tốn không tùy tiện hiển lộ tài năng một trong những điều đại kỵ nhất trong đạo là người của cổ nhân là tự cho mình cao quý mà xem thường người khác. Quân sư tại ba nhà thục hán tời Tam Quốc, Gia Cát Lượng, từng nói, vật dĩ thân quý nhi tiện nhân, tức là đừng lấy thân phận cao quý mà khinh miệt người khác. Cuộc đời con người có vô hạn khả năng có thể xảy ra, nhưng người mỉm cười cuối cùng thì thường là người có trí tuệ và khí chất khiêm tốn, độ lượng. Khi tiếp xúc với kiểu người ấy, chúng ta sẽ cảm thấy không khó xử không khí trước sau đều là ôn hòa, tôn trọng. Đây chính là khí chất của người ấy, là một loại tính cách hấp dẫn hiếm có đòi hỏi phải trải qua tu dưỡng mới kết tinh thành. Câu chuyện Kỳ Hiểu Lam và vị phương trượng Đại học sĩ thời nhà Thanh, Kỳ Hiểu Lam, từng có lần đi đến núi Ngũ Đài Du Ngoạn. Khi Kỳ Hiểu Lam vào trong chùa, phương trượng nhìn ông một lượt, thấy dáng vẻ của ông rất bình thường, bèn nói, ngồi. Sau đó, vị phương trượng lại kêu một tiếng, trà ẩn ý là lấy nước trà bình thường để tiếp đón sau khi biết tin khách nhân là đến từ kinh thành vị phương trượng bèn cung kính đứng dậy lập tức dẫn kỳ hiểu lam vào phòng trong cung kính nói mời ngồi kính trà sau một hồi trò chuyện khi biết rằng người đến chùa là lễ bộ thượng thư kỳ hiểu lam sắc mặt của phương trượng có chút thay đổi khiêm tốn dẫn kỳ hiểu lam vào trong thiền phòng cười ngại ngùng và nói mời thượng tọa kính hương trà lúc kỳ hiểu lam gần rời đi vị phương trượng cầm giấy bút, nhất định muốn mời Kỳ Hiểu Lam lưu lại thư pháp để làm dạng danh thiền viện. Kỳ Hiểu Lam múa bút để lại một câu đối, tòa, thỉnh tòa, thỉnh thượng tòa, trà, kính trà, kính hảo trà. Vị phương trượng nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Một người sáng suốt sẽ luôn hiểu rằng phải tôn trọng bất kỳ một ai. Họ lại càng hiểu rằng cung kính với người khác cũng là trang nghiêm với chính mình, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Một núi, một sông một thánh nhân trong năm càn long thời nhà thanh ở đông bình sơn đông có một vị tiến sĩ tên là lưu công quán ông từng có thời gian nhậm chức ở phía nam tục ngữ có câu tú tài phương nam tướng quân phương bắc tây an đất chôn hoàng đế câu này nói đến ba chuyện tây an có nhiều lăng mộ hoàng đế người phương bắc thân hình cao lớn có nhiều người làm tướng dẫn binh đánh giặc thời minh thanh vùng đất giang nam quang cảnh xinh đẹp kinh tế phát triển vượt xa phương bắc đồng thời văn hóa cũng cường thịnh, người đọc sách đỗ đạt trong các kỳ thi cũng rất nhiều. Vì thế, các nhân sĩ ở phương Nam thường có cảm giác tự cho mình hơn hẳn phương Bắc, thậm chí cười nhạo người phương Bắc. Lúc Lưu Công Quán vừa xuống Giang Nam nhậm chức, nhân sĩ ở Giang Nam cùng nhau dán lên cổng quan nhà nơi Lưu Công Quán ở một vế của câu đối, Giang Nam thiên sơn thiên thủy thiên tài tử, tạm dịch, Giang Nam, ngàn núi, ngàn sông, ngàn tài tử. Lưu Công Quán sau khi xem xong, điềm tĩnh viết tiếp một vế dưới sơn đông nhất sơn nhất thủy nhất thánh nhân tạm dịch sơn đông một núi một sông một thánh nhân nhân sĩ ở giang nam sau khi đọc được vế đối của lưu công quán nhất thời cảm thấy như có luồng điện chạy qua người xấu hổ không nói thêm được lời nào nhất sơn ở đây là chỉ núi thái sơn nhất thủy là chỉ sông hoàng hà nhất thánh nhân là chỉ khổng tử những điều này ở giang nam không thể so sánh được điều đáng quý của một người không phải ở chỗ thân phận của họ cao bao nhiêu mà là ở chỗ đối xử với bất kỳ ai cũng khiêm tốn nhã nhặn có một số người vô cùng coi trọng thân phận họ tận dụng mọi cơ hội để thể hiện thân phận và địa vị của mình luôn cho mình là hơn người luôn xem thường người khác nhưng kỳ thực chính những điều đó lại phản ánh ra sự tự ti trong nội tâm của người ấy ba loại thái độ khi kết giao nhìn xuống nhìn lên và nhìn thẳng theo sử gia plutarch sau khi Alexander đại đế đánh chiếm Hy Lạp, ông đã tới Corinth. Những người đứng đầu thành phố và các triết gia đã kéo nhau tới yết kiến Alexander. Duy chỉ có Diogenes là vắng mặt. Alexander bèn đích thân đi tìm triết gia Diogenes và thấy ông này đang nằm dài sưởi nắng dưới sân. Dù biết Alexander đại đế đến, vị triết gia vẫn không mở mắt nhìn. Khi ấy Alexander đại đế với quyền thế hiền hách đã hỏi, hỡi nhà hiền triết, ngươi có muốn ta làm gì giúp ngươi không? Triết gia Diogen đã trả lời, ngài hãy đứng tránh sang một bên để khỏi che lấp ánh mặt trời của tôi. Sau khi Alexander đại đế ngẩn người một lát thì vô cùng khâm phục, cuối cùng ông nói, nếu ta không phải là Alexander thì ta nhất định làm Diogen. Trong kết giao nhân tế có ba loại thái độ, chính là nhìn xuống, nhìn lên và nhìn thẳng. Người luôn nhìn xuống là người cuồng vọng, ăn trên ngồi trước, xem thường người khác. Người luôn nhìn lên lại là người yếu nhược, ngưỡng mộ người khác, sợ hãi người trên và coi thường chính mình người nhìn thẳng là người không kiêu ngạo không xiểm nịnh vừa tôn trọng đối phương vừa tôn trọng bản thân mình khi đối mặt với người mạnh hơn mình thì không a dua xiểm nịnh khi đối mặt với người yếu hơn mình thì không ức hiếp xem thường người khác mà đối xử bình hòa đó mới là phẩm chất đáng quý mà một người cần hướng đến câu chuyện thứ tư có chuẩn tắc làm người trong tâm thì phẩm giá mới không bị hạ thấp trong cuộc sống hiện thực một người nếu không có chuẩn tắc làm người thì sẽ vô cùng dễ bị những cám dỗ của hoàn cảnh bên ngoài và dục vọng của bản thân dẫn dụ sống nước chảy bèo trôi khó có thể giữ mình đánh mất nhân tính càng không thể mang trong mình ý chí lớn lao không sợ vinh nhục cho dù người ấy nhìn bề ngoài như là kiên cường vững vàng nhưng trên thực tế thế giới nội tâm của người ấy lại vô cùng yếu ớt những người có trí tuệ lớn trên thế gian đều là những người trong tâm có chuẩn tắc những người ấy dù ở trong nghịch cảnh vẫn thủ vững được lương tri đạo đức của mình, sống trong cảnh giàu sang phú quý mà không phóng túng. Người mà trong tâm giữ được chuẩn tắc là người thực sự có sức mạnh. Trong lịch sử có ghi chép lại rất nhiều ví dụ về những người có thể giữ được chuẩn tắc làm người trong tâm, cả đời sống quang minh lỗi lạc mà được lưu danh thiên cổ. Yến tử thời Xuân Thu là một ví dụ điển hình về gìn giữ phẩm giá. Một lần Yến tử đang dùng bữa thì sứ giả của tề cảnh công đến, yến tử đứng lên nghênh đón và mời vị sứ giả cùng dùng bữa yến tử chia một nửa phần ăn của mình cho sứ giả dùng kết quả là cả hai cùng ăn không đủ no sau khi vị sứ giả trở về liền mang câu chuyện kể lại cho tề cảnh công tề cảnh công kinh ngạc nói ôi chao không ngờ nhà của tướng quốc lại nghèo như thế vậy mà xưa nay ta không hề biết đây là lỗi của ta thế rồi nhà vua dùng một ngàn lượng vàng thu được từ tiền thuế trợ phái người đưa cho yến tử để yến tử tiếp khách yến tử nói không cần dùng đến tề cảnh công ba lần phái người đi đưa tiền vàng cho yến tử nhưng cả ba lần ông đều kiên quyết từ chối yến tử thưa với tề cảnh công thần không nghèo khổ thần dựa vào bổng lộc của quốc quân mà sống đã là ân huệ cho gia tộc đủ để giao du quan hệ sao có thể nhận tiền của bách tính nghèo khổ bổng lộc mà quốc quân ban cho đã đủ dùng rồi thần nghe nói nhận châu báu của quân chủ ban thưởng rồi mang nó bố thí cho bách tính là thay mặt cho quân chủ lấy lòng dân người trung quân không làm như thế nhận châu báu của quân chủ rồi lại không bố thí cho bách tính là ăn trộm ân điển của quân chủ người nhân nghĩa không làm như thế trong nhà thần hiện cũng có vải vóc và lương thực đủ dùng tại sao thần phải nhận ban thưởng nhiều như thế tề cảnh công nghe yến tử nói như vậy trong tâm vô cùng bội phục đức hạnh của ông hứa hành là một đại học giả đồng thời là danh thần triều nhà nguyên trong nguyên sử có ghi lại câu chuyện kể về ông rằng khi Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt trị vì đất nước, hứa hành nhậm chức tập hiền đại học sĩ kiêm chức quốc tử giám tế tiểu. Một lần, ông theo các đồng sự đến vùng ngoại ô Du Ngoạn, bởi vì đúng vào hôm trời nắng nóng, mọi người lại chơi rất nhiều trò và nhiệt tình nên chẳng mấy chốc ai cũng thấy rất khát nước. Vừa hay, ở bên đường có một cây lê cổ thụ rất lớn lại nhiều quả. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng hái cho mình những quả lê to ngon nhất và thưởng thức. Chỉ duy nhất có Hứa Hành ngồi im lặng dưới gốc lê hóng mát. Nhiều người nhìn thấy hứa hành rừng rừng như vậy thì ngạc nhiên hỏi sao ông không hái lê ăn như mọi người. Hứa hành thản nhiên đáp, thứ không phải của mình, không thể tùy tiện lấy. Hứa hành trả lời như vậy, nhiều đồng sự của ông đều không tán thành, thậm chí ra sức phản đối. Có người nói, đây chẳng qua chỉ là một cây lê không có chủ mà thôi, vì sao không thể hái lê ăn chứ? Nhưng hứa hành vẫn nghiêm giọng nói, lê vô chủ nhưng tâm ta có chủ, cây lê này cũng có thể thực sự không có chủ nhân nhưng trong tâm chúng ta chẳng lẽ không có chủ nhân sao nhất định tùy tâm sở dục lấy thứ không phải của mình là đúng sao hứa hành mặc dù bị mọi người chế giễu châm chọc nhưng ông vẫn tự hạn chế được mình thủ vững được chuẩn tắc làm người trong nội tâm ông cũng luôn chú trọng học tập thấu hiểu đạo lý làm người không để những cám dỗ về danh lợi mê hoặc dốc lòng tu tâm dưỡng tính cuối cùng trở thành một đại sư nổi danh trong lịch sử cổ nhân có câu tâm chính thân tất sẽ tự chính trên đường đời nhân sinh ở bất kỳ nơi đâu bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp những trái lê ấy làm sao để chính được thân mình một người chỉ khi trong tâm có chuẩn tắc có chủ kiến mới hiểu được cách tự ước thúc bản thân khống chế được dục vọng của bản thân mới có thể giữ được lương chi và phẩm giá của mình không phải của mình thì không lấy vốn là đạo lý rất đơn giản nhưng lại là điều biết thì dễ mà làm thì khó trong cuộc sống có một số người nắm được một chút quyền lực thường không giữ được sự trong sạch không chống lại được sự hấp dẫn của danh lợi, tình, ra sức nghĩ cách để lấy được những thứ vốn không phải của mình. Dần dần, cuộc đời của họ bị mê lạc chính bởi dục vọng của bản thân mình. Một triết nhân từng nói, đời người không có bản nhát, ngày ngày đều là chính văn. Vì vậy, tương lai của một người như thế nào thời thời khắc khắc đều được quyết định bởi cách sống của người ấy. Chuẩn tắc đến từ cảm ngộ của bản thân một người đối với ý nghĩa của sinh mệnh. Nó cũng thể hiện ra đạo đức, sự thấu hiểu đạo lý làm người, đối nhân xử thế của người ấy người mà trong tâm có chuẩn tắc sẽ biết suy nghĩ làm thế nào để chịu trách nhiệm với chính sinh mệnh của mình làm thế nào ra quyết định cho cuộc đời của mình bản thân mình từ đâu mà đến tương lai rồi sẽ đi về đâu họ hiểu được rằng bản thân mình muốn điều gì không muốn điều gì điều gì nên làm điều gì không người như vậy đứng trước mỗi việc họ đều có cái nhìn chuẩn xác cuộc đời của người ấy cho dù không được thăng quan tiến chức hay danh vọng hơn người nhưng họ nhất định sống ung dung tự tại quang minh lỗi lạc được hậu nhân kính trọng và có tương lai tươi đẹp câu chuyện thứ năm người trí sĩ kẻ đi học không thể không ôm trí hướng cao xa có câu thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách đối với giang sơn xã tắc thì kẻ thất phu cũng phải có trách nhiệm có được quyền quý thì phải coi việc trị quốc bình thiên hạ là trách nhiệm của mình còn không có được điều kiện ấy gặp cảnh cùng quấn thì cũng không vứt bỏ tu dưỡng cá nhân trong tâm vẫn ôm giữ thiên hạ đây chính là việc làm của bậc quân tử ngôi nhà tranh của thi thánh đỗ phủ thật đơn sơ, nhưng khi mưa rột khắp nhà, ông lại nghĩ rằng, an đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ cụ hoan nhan. Nghĩa là, mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, giúp các hàn sĩ trong thiên hạ đều vui vẻ mặt mày. Phạm Trọng Yêm ngay khi còn là một cậu bé 5 tuổi đã ôm chí lớn, thời nhỏ ông từng tìm một vị thầy bói để hỏi về sự nghiệp của mình. Khi gặp mặt, ông hỏi rằng, ông xem giúp cháu liệu cháu có thể làm tể tướng không thầy bói giật nảy mình hỏi phạm trọng yêm thằng bé này tuổi thì nhỏ mà sao khẩu khí lớn vậy phạm trọng yêm ngại ngùng nói thế ngài xem cháu có thể làm thầy thuốc được không thầy bói có đôi chút nghi hoặc hỏi sao hai điều này lại chênh lệch quá như vậy phạm trọng yêm đáp bởi vì chỉ có lương y mới có thể cứu người chí hướng của phạm trọng yêm là cứu người làm tể tướng hay làm lương y đều là vì người khác chỉ có điều làm tể tướng thì có thể vì người khác nhiều hơn. Mong muốn được giúp ích cho nhiều người đó không chỉ là nhiệt huyết nhất thời, mà là trọng trách suốt cuộc đời ông tình nguyện gánh vác. Để thực hiện tâm nguyện của mình, Phạm Trọng Yên dốc công học hành. Quả nhiên sau này ông đã làm tể tướng và dùng tiền của bản thân mua nghĩa điền giúp người nghèo, thực hiện trí nguyện cao xa của mình. Sau này khi Phạm Trọng Yên nhắm mắt xuôi tay, con cháu ông lại tiếp tục thực hiện trí nguyện của ông, làm việc nghĩa giúp an dân cũng nhờ vậy mà gia tộc họ Phạm hưng vượng suốt 800 năm. Phạm Trọng Yêm cho rằng, kẻ sĩ giấu ở nơi điện cao hay phiêu bạt trốn giang hồ, cũng đều cần hướng tới thiên hạ, đều nên lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Tư tưởng của bậc trí sĩ, thánh hiền xưa không chỉ dừng nơi hạnh phúc cá nhân, mà còn là hoài bão kinh bang tế thế, trị quốc, bình thiên hạ, mà cái gốc tu thân lại giúp tôi rèn ý chí và hoài bão giúp người trí sĩ hoàn thành trọng trách với xã hội và giang sơn xã tắc ngày nay xã hội thường lấy việc truyền thụ tri thức và kỹ năng là chính thầy cô rất ít dạy cho học sinh những đạo lý làm người có ai giáo dục những học trò trẻ tuổi của mình phải gánh vác trách nhiệm với quốc gia xã hội và gia đình phải có nghị lực kiên cường hay không câu chuyện thứ sáu phú quý do trời cổ nhân giảng phú quý do trời tin rằng rất nhiều chuyện hệ trọng trong cuộc đời là do trời đất định đoạt là vận mệnh thiên mệnh định sẵn. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều chuyện xảy ra vượt quá tầm kiểm soát và dự đoán của con người. Nếu xuất hiện kết quả không như ý nguyện thì đa số người ta cho rằng đó là ngẫu nhiên. Nhưng đôi khi chúng ta thật sự phát hiện ra rằng, trên đời này dường như không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Ngụy Trưng tiến cử người Trong cuốn triều giá thiên tài có ghi chép lại một câu chuyện như sau. Ngụy Trưng là một vị quan can gián hoàng đế nổi tiếng góp phần vào sự thịnh vượng của triều đại hoàng đế đường thái tông ông cũng là một nhà sử học nổi tiếng chủ biên bộ sách tùy thư bộ sử chính thức về nhà tùy và là một trong nhị thập tứ sử thời ngụy trưng còn đảm nhận chức phó xạ có hai người làm việc dưới quyền của ông một lần ngụy trưng thấy hai người này đang đứng ở dưới cửa sổ và nói chuyện với nhau một người trong họ nói rằng chức sắc của chúng ta đều là do ông già ấy quyết định cả đấy người kia lại nói rằng là do ông trời quyết định thế là ngày hôm sau ngụy trưng nảy ra ý định kỳ là ông viết một phong thư rồi sai người mà tin rằng mệnh của mình là do ông già ấy ý chỉ ngụy trưng quyết định đưa đến phủ thị lang nội dung trong lá thư này là ban tặng cho người mang lá thư này một chức quan tốt người này không biết trong lá thư viết những gì ngay sau khi ông ta bước ra khỏi cửa ông cảm thấy bị đau ngực vì vậy ông tìm người còn lại nhờ mang lá thư đi hộ ngày hôm sau người tin vào số trời định đã được ban cho một chức quan tốt khi ngụy trưng biết về sự việc này ông không khỏi cảm thán mà thốt lên rằng chức sắc bồng lộc của một người quả thực là do trời định người quân tử hiểu biết mệnh số do trời nên chỉ chuyên tâm sống sao cho đúng đạo cái gì của mình sẽ là của mình cái gì không phải của mình thì có muốn cũng chẳng được họ tin rằng phú quý do trời sống hòa hợp với thiên lý đó chẳng phải là lựa chọn của bậc trí giả của người giác ngộ hiểu thấu lẽ đời hay sao địch nhân kiệt than thở về thiên mệnh. Trong Thái Bình Nghiễm Ký cuốn 146 có ghi chép một câu chuyện về tể tướng nhà đường, địch nhân kiệt như thế này. Địch nhân kiệt là tể tướng nổi danh thời nhà đường. Một lần địch nhân kiệt bị giáng hạ chức và phải rời khỏi kinh thành. Lúc ông đi qua Biện Châu, Khai Phong thì muốn ở lại nửa ngày để trị bệnh. Thế nhưng, huyện lệnh của Khai Phong là Hoắc Hiến lại nhất quyết không đồng ý cho ông ở lại, mà yêu cầu địch nhân kiệt phải ra khỏi địa phận trong ngày địch nhân kiệt không có cách nào khác đành phải rời đi cảm thấy rất giận vị huyện lệnh này chẳng bao lâu sau địch nhân kiệt lại quay trở về làm tể tướng lúc này hoắc hiến cũng đã làm đến chức lang trung địch nhân kiệt luôn nhớ chuyện cũ canh cánh trong lòng võ tắc thiên bấy giờ lệnh cho địch nhân kiệt lựa chọn người làm chức ngự sử trung thừa nhiệm vụ của chức quan này là duy trì trật tự của quan lại trong triều nên có quyền hành rất lớn võ tắc thiên đã từng hai lần hạ đạt chỉ lệnh nhưng địch nhân kiệt mặc dù đã nhận lệnh mà vẫn chưa làm mấy ngày sau võ tắc thiên hỏi lại địch nhân kiệt về chuyện này bởi vì bất ngờ chưa chuẩn bị nên địch nhân kiệt rơi vào thế luống cuống hơn nữa thường ngày ông cứ canh cánh trong lòng chuyện hoắc hiến nên trong bất giác địch nhân kiệt thuận miệng tấu hoắc hiến là người có thể cuối cùng võ tắc thiên đã cho hoắc hiến làm ngự sử trung thừa về sau địch nhân Kiệt thấy Hoắc Hiến thực sự xứng đáng với chức vị ấy, liền cảm khái nói với Hoắc Hiến, "Ta trước đây oán hận ông, nhưng lại trong bất tri bất giác mà tiến cử ông, thế mới biết đều là thiên mệnh, con người có thể làm chủ được đâu." Khổng Tử nói, "Ta 15 tuổi để hết tâm trí vào việc học, 30 tuổi tự lập thân, 40 tuổi không nghi hoặc điều gì, 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi nghe lời người là hiểu được, 70 tuổi muốn điều gì là tùy tâm mình mà không vượt ra khuôn phép quy củ." Trong luận ngữ, khổng tử còn nói, người quân tử kính sợ luật lệ của trời đất, kính nể lời nói của người đức cao vọng trọng và bậc thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết thiên mệnh, cũng không sợ, coi thường lời nói của đại nhân, khi miệt lời nói của bậc thánh nhân. Những lời này đều là để nói lên rằng, người xưa coi trọng thiên mệnh, vui với số mệnh trời ban. Những bậc giác giả lại coi trọng tùy kỳ tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Đây đều là vì họ biết rằng con người thật nhỏ bé giữa trời đất, trong sự sắp đặt của đại tự nhiên con người chỉ nên thuận theo đạo câu chuyện thứ bảy bàn về tâm lý tự cho mình là đúng trong cuộc sống có không ít người luôn cho mình là đúng thích được nghe những lời tán dương hơn là những lời chỉ ra sai sót của bản thân mình điều này thực sự rất nguy hại và đây cũng là một loại tâm tính không tốt nó không chỉ phóng to tâm kiêu ngạo mà còn khiến người ta trong bất chi bất giác mà trở nên vô minh đối với những người cai trị một đất nước thì điều này lại càng là mối nguy hại chỉ trong sớm tối cuốn tư trị thông dám có ghi lại một điển cố về vấn đề này như một bài học cảnh tỉnh hậu nhân vua nước vệ một lần đề xuất ra kế hoạch không thỏa đáng nhưng triều thần ai nấy đều thi nhau tán dương phụ họa thấy vậy học trò của khổng tử là tử tư đã nói ta thấy nước vệ thật sự là vua không ra vua thần chẳng ra thần nữa rồi hiền sĩ công khâu hỏi ngài vì sao lại nói như vậy tử tư đáp quân vương tự cho rằng mình đúng thì quần thần còn ai muốn đề xuất ý kiến của mình xử lý mọi việc mà không nghe được ý kiến nào của quần thần để đối chiếu, thì cũng giống như là bài xích ý kiến của quần thần. Huống hồ giờ đây quần thần lại đều phụ họa a dua theo ý kiến sai lầm ấy. Quân vương không xem xét sự tình đúng sai thế nào mà lại thích nghe quần thần tán tụng bản thân thì đó là vô cùng hôn ám. Quần thần không phán đoán sự việc có hợp đạo lý hay không mà lại đồng loạt a dua nịnh nọt thì đó là vô cùng siệm nịnh. Quân vương hôn ám còn quần thần u mê, như thế mà chỉ vì dân chúng thì dân chúng đều bất mãn nếu mãi như vậy không thay đổi thì quốc gia chẳng thể an định lâu dài được sau tử tư lại tâu với vua vệ quốc gia của ngài mỗi ngày một tệ rồi quốc vương hỏi tại sao lại như vậy tử tư đáp sự tình xuất hiện đều là có nguyên do bởi vì ngài luôn tự cho là mình đúng nên đại thần không ai dám cải chính sai lầm của ngài các đại thần đều cho rằng mình luôn luôn đúng đắn nên hạ quan và dân chúng không ai dám sửa sai cho họ Quân thần đều tự cho rằng mình tài đức và thuộc cấp cũng đều đồng thanh tán tụng rằng họ tài đức. Nếu tâm bốc thuận theo thì được ban thưởng; nếu chỉ ra sai lầm liền bị khép tội ngỗ nghịch mà gặp tai họa. Như thế làm sao dẫn đến kết quả tốt đẹp cho được? Tử Tư nói tiếp rằng kinh thi giảng rằng nếu ai cũng tự cho mình là thánh hiền thì làm sao phân định được trắng đen hay giờ đây? Điều này chẳng phải là tương hợp với tình huống vua tôi hiện giờ của ngài đó sao? Kỳ thực không chỉ những người đứng đầu quốc gia mới cần chú ý đến vấn đề này mà những người bình thường trong đối nhân xử thế cũng đều phải biết đạo lý ấy bất kỳ ai cũng vậy cần tránh tự cho mình là đúng mà nên khiêm tốn lắng nghe nhiều hơn và chọn lọc ý kiến chỉ có làm được như vậy chúng ta mới có thể giảm thiểu được tổn thất và có được thành tựu lớn hơn tâm lý tự cho mình là đúng xuất phát từ sự ích kỷ tự tư là một tâm rất không tốt cần phải dần dần loại bỏ trong hành trình tu dưỡng bản thân một người có tu dưỡng sẽ cảm thấy biết ơn khi người khác chỉ ra thiếu sót của mình và cảm thấy vui mừng khi được nghe những lời góp ý của người khác. Điều đó không chỉ giúp chúng ta đạt được thành tựu sự nghiệp mà còn khiến chúng ta trở thành người sáng suốt hơn, minh trí hơn. Câu chuyện thứ 8, đừng vội nản lòng khi thành tựu chưa tới. Tri thức tài năng của một người không phải ngay từ khi sinh ra đã có sẵn, Tuy rằng con người có tư chất thông minh tự nhiên nhưng để sử dụng tư chất đó trong cuộc sống thì vẫn cần phải trải qua một quá trình học tập và tích lũy. Ngoài ra, việc thi triển tài năng của một người, ngoài sự cố gắng của tự thân thì còn cần phải có yếu tố bên ngoài là cơ hội. Nguyên nhân bên trong là mấu chốt, nguyên nhân bên ngoài là điều kiện. Những ví dụ về người đại khí vãn thành trong lịch sử là rất nhiều. Vào những năm cuối thời Đông Hán, có một người tên là Thôi Diễm, lúc nhỏ chỉ thích thương kiếm không thích đọc sách, tới khi hơn 20 tuổi, Thôi Diễm mới bái sư học tập. Thôi Diễm vốn thông minh lại trải qua quá trình chăm chỉ học tập cuối cùng trở thành người văn võ song toàn. Thôi Diễm có người em tên là Thôi Lâm, lúc nhỏ không thích nói chuyện với ai, thoạt nhìn như đần độn, vì thế rất nhiều người đều xem thường anh ta, còn nói rằng anh ta tương lai chỉ là đồ vô dụng. Nhưng Thôi Diễm nói, những người đại tài cần phải có thời gian rất lâu mới hiện lộ ra, chờ Thôi Lâm lớn lên, khẳng định có thể thành người đại tài. Về sau, Thôi Lâm quả nhiên làm đến chức tư không thời Ngụy Văn Đế, còn được phong làm An Dương Hầu. Thời Bắc Tống, danh quan Lữ Mông Chính sinh năm 946, mất năm 1011. Lúc còn nhỏ, gia cảnh của ông Bần Hàn phải theo mẹ sống cuộc sống lưu lạc, ăn xin. Nhưng ông vẫn ở trong hoàn cảnh khắc khổ mà ra sức học tập nên bị nhiều người châm biếm, chế diễu. Lữ Mông Chính tin rằng phúc lộc của một người là đã được chú định sẵn trong mệnh của người ấy, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi bởi vậy, ông quyết trí thể không thay đổi. Về sau, quả nhiên Lữ Mông Chính thi đỗ trạng nguyên, làm tới chức thừa tướng nhà Tống. Từ cuộc đời mình, Lữ Mông Chính thể hội sâu sắc được đạo lý đại khí vãn thành. Ngay lời mở đầu bài phá diêu phú, Lữ Mông Chính viết, trời có lúc mưa gió không lường trước được, người có lúc hỏa phúc sớm chiều. Đồng thời, ông còn viết, con người sống trên đời, giàu sang không thể phóng túng dâm loạn, nghèo hèn không thể thay đổi bản tính khoan dung chất phác, đạo làm quan ngay thẳng chính trực của Lữ Mông chính đáng giá để hậu nhân học tập. Nói về người đại khí vãn thành, Khương Tử Nha có lẽ cũng là một ví dụ điển hình. Ông là nhà quân sư nổi tiếng thời cổ đại. Tổ tiên của Khương Tử Nha là dòng dõi quan lại thời vua Nghiêu vua Thuấn. Tuy rằng tổ tiên của Khương Tử Nha từng làm quan lớn nhưng đến lúc ông ra đời thì gia cảnh lại suy tàn, lâm vào nghèo khó. Để kiếm sống, Khương Tử Nha từng bện giày cỏ bán, bán thịt bán rượu lấy tiền. Mặc dù sống trong nghèo khó nhưng ý chí của ông lại lớn lao vô cùng. Ông khắc khổ học tập, thủy chung nghiên cứu đạo trị quốc Hương Bang, chờ cơ hội để thi triển tài năng. Năm 72 tuổi, Khương Tử Nha ở bên sông Vị Thủy câu cá thì gặp được Chu Văn Vương đang cầu hiền tài. Chu Văn Vương bái ông làm thái sư. Ông trung thành phò tá Chu Văn Vương, giúp Chu Văn Vương chế định ra quốc sách. Sau khi Chu Văn Vương qua đời, Chu Vũ Vương lên kế vị đã tôn Khương Tử Nha làm thượng phụ. Trong 11 năm Chu Vũ Vương giấy binh phạt trụ, Khương Tử Nha là thống soái giành được chiến thắng nhiều nhất. Sau khi nhà Chu thành lập, bởi vì là khai quốc công thần nên Khương Tử Nha được phong cho đất tể. Cho nên, Khương Tử Nha cũng là người khai sáng ra văn hóa nước tể. Tô Tuân, cha của Tô Đông Pha cũng là người đại khí vãn thành. Tô Tuân sinh năm 1009, mất năm 1066 là nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống, có sở trường làm văn xuôi. Thuở thiếu thời, Tô Tuân có học hành nhưng chỉ qua loa và thường đi rong chơi đây đó. Đến năm 27 tuổi, Tô Tuân thi cử nhân nhưng không đạt. Lúc này ông mới tỉnh ngộ, nỗ lực đọc sách, trải qua hơn 10 năm dụng tâm đọc sách. Tô Tuân mang theo con trai Tô Thức và Tô Triệt đến kinh thành, được Âu Dương Tu tán thưởng. Sau Tô Tuân nhậm chức hiệu thư lang, để lo việc biên tập sửa sang các sách cổ cho hoàng đế và chủ trì việc biên soạn bộ sách lớn là thái thường nhân cách lễ nhất bách quyền. Có thể thấy, những người đại khí vãn thành, có tài nhưng thành đạt muộn, họ sở dĩ có thể trở thành người tài, gánh vác được trọng trách. Điểm mấu chốt chính là phải không ngừng cố gắng, kiên trì với chí hướng của mình, không vì thấy thành tựu chưa tới mà nản chí nản lòng, buông tha. Càng là sự nghiệp lớn thì càng cần phải bỏ ra công sức nhiều và thời gian lâu dài mới có thể đạt được. Câu chuyện thứ 9, nhà sư từng là trộm cướp kể về nguyên nhân của mọi thảm kịch. Một nhà sư ở Tương Dương trước đây từng là thành viên của băng đảng trộm cướp Huệ Đăng Tương vào cuối thời Minh. Ông đã kể rất chi tiết nhiều chuyện về các băng nhóm trộm cướp, ai nấy nghe xong đều cảm thán, mọi kiếp nạn đều do con người mà ra. Họa phúc là tự con người chiêu mời đến. Nhà sư kể, nếu để tôi nói, thì tai họa là do chính con người tạo ra, chứ không phải do trời. Trong những năm cuối cùng của triều đại nhà Minh, liên hoàng sao tạo phản cảnh giết người hiếp dâm và cướp bóc là cực kỳ tàn khốc máu chảy ba ngàn dặm không gì có thể so sánh nổi nguyên nhân là sau giữa thời nhà minh quan lại tham ô trụy lạc tầng lớp phú hào lộng hành ngang ngược phong tục tập quán xã hội cũng gian trá trộm cắp và lừa đảo trở thành chuyện thường ngày vậy nên thiên hạ tích đầy oán hận nỗi oan ức tích tụ hơn trăm năm bỗng bùng phát từ những gì tôi đã nghe và đã thấy những người phải chịu thảm họa tàn khốc nhất đều là những người đã phạm nhiều tội ác nhất đây chẳng phải là định số sao một hôm tôi đang ở trong trại cướp thấy chúng trói công tử của một viên quan quý tộc họ bắt anh ta quỳ trước lều doanh trại đám lưu manh này hết ôm thê thiếp của anh ta đến trước mặt anh ta uống rượu rồi còn hỏi thanh niên này ngươi dám tức giận không người thanh niên nói không dám bọn chúng lại hỏi ngươi có nguyện ý làm nô tài cho bọn ta không anh ta đáp tôi nguyện ý sau đó chúng đã nới lỏng dây trói cho anh ta và yêu cầu anh ta đứng bên cạnh rót rượu trong số những người nhìn thấy chuyện này có người thở dài cảm thấy chịu không nổi một ông lão cũng bị đám trộm cướp vây bắt nói hôm nay tôi mới hiểu thế nào là nhân quả báo ứng thì ra ông nội của thanh niên này từng gạ tình người vợ của một đầy tớ đầy tớ phàn nàn thì bị ông ta đánh trói vào cây hòe bắt anh ta ở bên cạnh xem cảnh trù ngủ với vợ từ chuyện này cũng có thể suy ra điều gì sẽ xảy đến với những kẻ cướp rồi. Sau khi nghe nhà sư kể, một phú hào ở đó liền nói, cá lớn nuốt cá bé, đại bàng bắt chim nhỏ, không giận thần Phật, không trách thượng thiên, tại sao chỉ khiển trách con người? Nhà sư quay đầu lại nói với ông ta, đó là cá và chim, lẽ nào con người lại như cá hay chim sao? Gã phú hào giận dữ đứng dậy bỏ đi. Ngày hôm sau, ông ta tìm một số người đến chùa nơi nhà sư này ở đình nhục mạ nhà sư một phen. Ai ngờ nhà sư đã rời đi, chỉ thấy trên tường viết hai mươi chữ lớn, người không cần nói, ta cũng không thuyết gì. Dưới lầu tĩnh không người, nhưng trên lầu có trăng sáng. Mọi người nhìn thấy đều đoán dòng chữ hẳn ám chỉ gã phú hào đã âm thầm làm chuyện xấu. Sau đó quả nhiên gã phú hào gặp chuyện không may, cả họ bị diệt. Thuận theo ý trời, đắc được trường thọ. Lưu Thông là người ở Thương Châu, mẹ ông sinh vào năm Khang Hy thứ 31, Đến năm Càn Long thứ 57, bà đã tròn 101 tuổi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ăn uống cũng rất ngon miệng. Hoàng đế nhiều lần hạ chiếu ban ân, nhân sĩ địa phương cũng muốn thay mặt bà báo danh với quan chức để nhận lương thực, vải vóc cho người già. Nhưng bà đều kiên quyết từ chối. Một số còn muốn xin biểu dương cho bà, xây bảng vàng, bà cũng kiên quyết không đồng ý. Có người hỏi bà nguyên nhân tại sao, bà lão cảm khái nói, tôi là một quá phụ nhà nghèo, trời sinh mệnh bạc, Chính vì tôi một đời khốn khổ nên trời xanh mới thương xót, ban cho trường thọ. Một khi cầu phúc không có trong phận, thì giờ chết sẽ điểm. Lão bà bà này cực kỳ thông minh, dường như trong đời không bao giờ đòi hỏi quá nhiều, an phận thủ thường, thuận theo thiên ý. Người biết đủ thường vui vẻ, đương nhiên sẽ có thể sống thanh thản nhẹ nhàng, đắc được trường thọ. Câu chuyện thứ 10, người có phẩm hạnh, gặp chuyện sẽ soi xét lại mình. Trong sách luận ngữ viết, thấy người hiền tài, nên nghĩ đến cần phải học hỏi họ để giống như họ thấy người xấu kém nên tự phản tỉnh lại chính mình trong cuộc sống nếu gặp một người một sự việc không như ý vô luận là phiền não hay oán trách như thế nào đều không thể thay đổi được biện pháp xử thế đúng đắn và sáng suốt nhất chính là tìm nguyên nhân từ bản thân mình soi xét lại chính mình đó cũng là điều mà cổ nhân gọi là tu nội mà an ngoại trong sách sử ký ghi lại câu chuyện vào năm đầu thời tây hán ở nước tể có một viên quan lại tên là thuần vu công phạm tội phải chịu hình phạt nên triều đình hạ chiếu bắt giam ông con gái của thuần vu công là để oanh vô cùng đau khổ nguyện ý xin thay cha chịu hình dâng thư lên triều đình người bị tử hình không thể sống lại được người bị nhục hình tứ chi bị chặt đứt không thể đứng lại được nữa cho dù muốn hối cải làm người mới cũng không còn cơ hội nữa tiểu dân nguyện ý xin được làm nô tỳ hầu hạ quan phủ thay cha chịu tội để cha tiểu dân có cơ hội làm người mới Hoàng đế thời ấy là Hán Văn Đế, một vị vua anh minh, nhân từ. Sau khi ông đọc thư của Đệ Oanh, trong lòng vô cùng cảm động. Ông cho rằng việc dân chúng phạm pháp ngày càng nhiều mà không có biện pháp ngăn chặn lại được là bởi vì đức hạnh của bản thân mình chưa cao, không đủ khai sáng và giáo hóa dân chúng. Vì thế, hoàng đế cảm thấy hổ thẹn trong lòng, lập tức cho phóng thích Thuần Vu Công, đồng thời miễn trừ hình phạt cho vị quan này. Trong thời gian trị vì đất nước, mỗi khi thiên tai nhân họa xảy ra, việc trước tiên mà hán văn đế làm không phải là tức giận tìm người hỏi tội mà là suy xét lại mình xem đức hạnh của bản thân đã tốt hay chưa hoàn thiện hay chưa ông cho rằng bản thân mình có mặt nào làm chưa được tốt mới khiến thượng thiên nổi giận mà giáng xuống thiên tai chính vì thế hoàng đế hán văn đế luôn được dân chúng ủng hộ và kính phục ông đặt nền móng khai sáng vương triều phồn vinh cường thịnh văn cảnh chi trị trăm ngàn năm qua vẫn được hậu nhân tán dương con người khi ở thời điểm không bị áp lực thường cho rằng đức hạnh bản thân mình đủ tốt thậm chí tốt hơn người khác nhưng kỳ thực chỉ khi có sự tình cần xử lý xảy ra mới thể hiện rõ đức hạnh của người ấy một người hễ gặp một sự tình không như ý liền tìm thiếu sót ở người khác không suy xét lại chính mình thì đó là người khuyết thiếu tu dưỡng khuyết thiếu lòng bao dung cũng thể hiện người đó không có khả năng gánh vác chịu trách nhiệm những người luôn chỉ trích sự thiếu sót của người khác khi bản thân phạm sai lầm lại không suy xét mình mà đổ lỗi cho người khác thì dần dần các mối quan hệ của người ấy sẽ bất hòa mà cuộc sống của người ấy cũng rất không thuận lợi thường bị rối loạn người khác sẽ không thích lui tới kết giao với người ấy trong cuộc sống những người giống như vậy không ít họ có tư tưởng tự cao tự đại ngông cuồng luôn khăng khăng cho mình là đúng thiếu sót của bản thân thì không sửa chữa nhưng luôn đánh giá người khác người có tu dưỡng sẽ không dùng tiêu chuẩn đạo đức để xét nét người khác họ chú trọng dùng tiêu chuẩn đạo đức để ước thúc bản thân mình hơn làm cho nhân cách của bản thân không ngừng hoàn thiện quản tốt bản thân mình không tùy tiện trách cứ đổ lỗi cho người khác một người phải thực sự đặt tâm tu dưỡng đạo đức của bản thân mới có thể làm được như vậy mỗi người dù ít hay nhiều đều có thể nhận thức được tật xấu của bản thân mình nhưng thông thường người có thể nguyện ý sửa chữa nó lại không nhiều một khi những tất xấu ấy lớn dần lên và phát tác ra thì thậm chí có thể hủy hoại cuộc đời của người ấy một người khi nhận ra được tật xấu của mình nhưng lại không sửa chữa thì vĩnh viễn không thể tiến bộ. Một người chỉ có biết sai và sửa sai mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Vị quan thời nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên khi còn trẻ có rất nhiều khuyết điểm. Ông là người tranh cường háo thắng, thích nói mạnh miệng, vô cớ phát giận. Ông cũng ý thức được vấn đề của bản thân mình, nhưng mỗi lần gặp sự tình gì là bệnh cũ lại tái phát, điều này khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Sau này khi Tăng Quốc Phiên nhận thức những tật xấu của mình ngày càng nghiêm trọng khiến ông nhiều lần gặp tai họa, ông đã hạ quyết tâm kể sửa chính mình. Để hạn chế tính hay nổi nóng tức giận, ông treo trong phòng làm việc hai chữ chế nộ, khắc chế phẫn nộ. Trải qua nhiều năm không ngừng cố gắng sửa chữa, tu dưỡng, cuối cùng ông đã chiến thắng chính mình, trở thành đệ nhất danh thần thời vãn thanh. Con người, cả đời này kẻ thù lớn nhất không phải ai khác mà chính là bản thân mình. Tu dưỡng thực ra cũng chính là tu sửa những tâm niệm, lời nói và hành vi không đúng đắn của bản thân mình. Một người dựa vào vũ lực và mưu lực chinh phục người khác thì bất quá chỉ là phong quang nhất thời. Có thể chinh phục được chính mình mới là bản sự lớn nhất của một người. Câu chuyện thứ 11, người thực sự tốt theo cách nhìn nhận của cổ nhân. Bạn về người như thế nào là người thực sự tốt, cổ nhân có cái nhìn rất sâu sắc. Họ không chủ quan dựa vào các yếu tố bên ngoài, cũng không bị tình cảm chi phối mà đưa ra đánh giá. Về vấn đề này, chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều thông qua cách nhìn nhận của khổng tử và mạnh tử qua các điển cố dưới đây. trong tử lộ thiên viết rằng có một lần tử cống hỏi khổng tử thưa thầy một người luôn được dân làng quý mến hơn nữa họ còn không ngớt lời tán dương anh ta người này được nhận định là người như thế nào ạ? À? khổng tử đáp không thể khẳng định người này chắc chắn là người tốt được. tử cống lại hỏi vậy một người mà ai ai trong làng cũng đều chán ghét oán thì được nhận định là người như thế nào ạ? À? Khổng tử lại đáp, cũng không thể khẳng định người này chắc chắn là một người xấu được. Người thực sự tốt là người được tất cả người tốt trong làng yêu quý, còn những người xấu trong làng thì đều chán ghét anh ta. Khổng tử coi những người nhìn như người tốt, cẩn trọng trung thực, hiền hòa dễ thân nhưng thiện ác không phân minh, phải trái lẫn lộn cùng với những người ngụy quân tử là những người làm bại hoại đạo đức con người. Trong cuốn Mạnh Tử, Tận Tâm Hạ cũng có đoạn bàn luận về người thực sự tốt, trong đó viết rằng học trò vạn trương của mạnh tử là một người rất ham học hỏi nhưng về việc thế nào là một người tốt thực sự thì vốn dĩ anh ta vẫn chưa thấu tỏ vì vậy anh ta đã thỉnh giáo mạnh tử vạn trương hỏi thưa thầy trong thôn kia dân làng đều nói hương nguyện là một người tốt có tư chất nho nhã lại thường khen ngợi người khác không bình phẩm điểm tốt điểm xấu của người cũng không nói chuyện thị phi hơn nữa lại chưa từng đắc tội với ai vậy tại sao đức khổng tử lại cho rằng anh ta là một người xấu còn nói hương nguyện là kẻ trộm đức nguyên cớ là vì đâu mạnh tử đáp lại loại người này còn muốn nói ra điểm không tốt của anh ta nhưng dường như lại không tìm được chứng cứ còn muốn chỉ trích anh ta cũng lại dường như không tìm ra được cách nào kỳ thực người này đã tô vẽ một lớp mặt nạ hoàn hảo cho bản thân khiến bản thân giống như một người trung thành trung thực hành vi giống như thanh khiết liêm chính mọi người đều yêu quý anh ta bản thân anh ta cũng nghĩ rằng mình khá lắm nhưng thực tế những việc anh ta làm những điều anh ta nghĩ đều không phù hợp với đạo của vua nghiêu và vua thuấn vậy nên mới nói anh ta là kẻ làm bại hoại đạo đức con người mạnh tử còn nói chán ghét những thứ tự thị nhi phi thấy vậy mà không phải là vậy hoa ngôn xảo ngữ vì e rằng chúng làm thác loạn chính nghĩa chán ghét những lời khoa trương khoe khoang vì e rằng chúng làm rối loạn những lời chân thật chán ghét những người ba phải vì họ làm hỗn loạn tiêu chuẩn đạo đức đối với người quân tử thì tất cả những việc họ làm đều là đưa mọi thứ trở về con đường chính đạo hương nguyện là một người rất thông minh đối với việc đối nhân xử thế và các khía cạnh trong cuộc sống anh ta đều rất nhạy bén trong tâm anh ta chỉ một mực muốn làm hài lòng người khác xây dựng cho mình một hình ảnh trung thực thành thật không tranh với đời từ đó lừa gạt hảo cảm của người khác đối với anh ta những điều anh ta làm đều là hy vọng người khác công nhận anh ta là người tốt trước mặt người khác thì biểu hiện của anh ta đều là thành thực, tốt đẹp, nhưng thực chất lại không dám nói lời thật, không dám nói chuyện đúng sai. Biểu hiện có vẻ là tốt nhưng kỳ thực là cùng dòng chảy với người xấu, không có lợi ích gì với quốc gia đất nước, cho nên không tử gọi là kẻ trộm đức. Người thực sự có đạo đức có tu dưỡng là người cương trực chính nghĩa, làm người thản đãng, làm việc đường hoàng ngay chính, không bị mê hoặc bởi cám dỗ nơi thế tục, cũng không thuận theo dòng chảy bài hoại của xã hội trước sau đều giữ được chính kiến chính tín của bản thân mình. Họ dùng chính tâm, chính niệm, chính trực, chính khí để xử thế, đối đãi với người khác, tuyệt nhiên không nịnh hót, không là người hai mặt, biết phân rõ thị phi, thiện ác. Câu chuyện thứ 12, người thông thấu nhân sinh thường xem nhẹ danh và lợi. Có thể nói, danh và lợi là cuộc sống của con người trên thế gian. Vô luận là người bần cùng hay phú quý, sống trong hoàn cảnh thuận lợi hay ngang trái thì đều không thể tránh được việc có quan hệ nhất định với danh và lợi. Do vậy, làm người càng cần phải xem nhẹ danh lợi, hoặc chí ít cũng có thể quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo người quân tử xem trọng tiền tài, nhưng không tùy tiện nhận. Trong sách Thanh Đại Hoàng đế Bí Sử có ghi lại một câu chuyện về Hoàng đế Triều Thanh, Cản Long. Một lần trong thời gian xuôi về phía Giang Nam, Cản Long đã đến thăm chùa Kim Sơn ở Trấn Giang, Giang Tô. Tại đây, hoàng đế nhìn thấy trên dòng sông lớn dưới chân núi có hàng trăm tàu thuyền tranh nhau di chuyển hoàng đế cảm thấy rất hưng phấn liền thuận miệng hỏi một vị hòa thượng già ngài ở đây đã mấy chục năm rồi có thể biết mỗi ngày có bao nhiêu tàu thuyền đến đến đi đi không vị hòa thượng đáp rằng tôi chỉ nhìn thấy có hai loại thuyền một là vì danh và một là vì lợi mà thôi trong cuộc sống hiện thực có những người cả đời chuyên tâm làm việc của mình xem danh lợi nhạt như nước nhẹ như lông hồng xem trách nhiệm nặng như núi có người lại suy nghĩ về danh lợi rất nặng, khi chiếm được thì giặt giảo đắc ý, khi không chiếm được liền nản lòng thoái chí. lại có những người vì danh lợi mà không từ một thủ đoạn nào, người như thế khiến người khác xem thường, khinh bỉ. danh và lợi đều có mối quan hệ nhất định đối với mỗi người chúng ta. việc truy cầu danh lợi một cách thích hợp, không khiến người khác phương hại cũng là điều thường tình của con người thế gian. nhưng khi một người quá suy nghĩ về công danh lợi lộc thì trong tâm sẽ sản sinh ra một loại cảm xúc nôn nóng bất an, lý trí không thanh tịnh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người ấy. Không màng danh lợi là một loại tư tưởng xuyên suốt của đạo gia. Lão tử giảng, điềm đạm vi thượng, thắng nhi bất mỹ, ý nói không màng danh lợi là trên hết, có vô tình mà đạt được thì cũng không đắc ý giạt rào. Không màng danh lợi là một loại cảnh giới, còn theo đuổi danh lợi là một loại tham dục. Không màng danh lợi là thái độ nhân sinh, cũng là triết lý nhân sinh, không màng danh lợi chính là sự siêu thoát khỏi những hấp dẫn và quấy nhiễu của thế tục người có thể đạt tới cảnh giới ấy tâm của họ khoáng đạt khách quan đối đãi với hết thầy đây chính là điều mà cổ nhân nói không bị vật lụy thì đạo đức tự cao trong xã hội ngày nay người thực sự không màng danh lợi là rất ít mà người một mực truy đuổi danh lợi là rất nhiều một người nếu quá xem trọng danh lợi thì sẽ khiến cho dục vọng vật chất và nhu cầu bản năng tùy tiện tăng lên có đôi khi danh lợi là động lực khiến một người sản sinh ra trí tiến thủ nhưng phải hiểu được rằng một người chỉ có vượt qua danh lợi không bị danh lợi ràng buộc mới có thể thực sự đạt được thành tựu danh và lợi có mối quan hệ khăng khít với nhau danh là hư lợi là thực hư thực kết hợp đạt được cả danh và lợi tuy là chuyện tốt nhưng truy danh trục lợi tất sẽ phải chịu khổ chịu mệt mà mua danh chuộc tiếng cuối cùng cũng phải chịu sự cười chê của mọi người danh lợi tự bản thân nó không phân tốt xấu, mà điều quan trọng là ở thái độ của một người đối đãi với danh lợi ra sao. Vô luận là ở chốn quan trường chìm nổi hay ở chốn thương trường thành bại, một người cần phải tự cân nhắc cách đối đãi với danh lợi của mình, làm được không màng danh lợi có thể tránh được rất nhiều thống khổ, cũng khiến thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Xem nhẹ danh lợi không phải là một loại thái độ bất mãn với cuộc đời, người không ham danh lợi cũng không phải là người không có lý tưởng người không có tâm theo đuổi danh lợi cũng không phải là người lười biếng tầm thường vô vị họ chính là người có thể nhìn thấu nhân sinh ở trong bình thản mà tìm kiếm sự khoái hoạt ở trong sự tĩnh lặng mà hiểu rõ mục đích cuộc đời điều đó cũng khiến trí của họ sáng và họ có thể nhìn được xa từ đó họ đạt được sự thăng hoa trong tâm linh và bản thân được thản nhiên tự tại đây mới là cách sống cao thượng mà người xưa hướng đến một người nếu có được tâm linh chất phác đối với việc mà bản thân nên làm thì tận lực hoàn thành như vậy thành tựu cũng sẽ tự nhiên đến với người ấy. Họ đương nhiên sẽ được vinh hạnh mà họ đáng phải được. Không cần tính toán danh lợi, không quá coi nặng danh lợi, không cầu mà tự được. Đó mới là con đường dẫn đến thành công thực sự của một người. Câu chuyện thứ 13, phải trong vận mệnh một người đã được định sẵn từ trước. Vào cuối thời nhà Minh, Tống Mậu Trừng, 170-122 sau công nguyên, tự ấu thanh, người vùng Tùng Giang, Hoa Đình. Ông là cử nhân, nhà văn và là nhà sưu tầm sách, rất tinh thông thuật mệnh lý và toán học. Từ kết quả đoán mệnh cho con trai, bạn bè và chính ông đã chứng minh rằng vận mệnh mỗi người đều đã được định sẵn. Năm Tống Mậu Trừng 49 tuổi, vợ ông có sinh một cậu con trai, đặt tên là Tống Trinh Dư, 17, 17 sau công nguyên, hiệu là Trực Phương. Khi con trai vừa chào đời, Tống Mậu Trừng đã đoán được số mệnh của con, nên viết nó vào một tờ giấy, niêm phong lại và đưa cho vợ khuyên bà rằng, sau khi con trai được phong vị tiến sĩ, thì hãy mở ra xem. Thế là 5 năm sau, Tống Mậu Trừng qua đời. Vào cuối thời nhà Minh, Tống Trinh Dư lớn lên thi đỗ tú tài, rất giỏi trong việc thảo văn kiện. Đến khi Triều Thanh lên nắm quyền, Tống Trinh Dư lại tiếp tục thi đỗ cử nhân. Năm thuận trị thứ tư, ông lại thi đỗ tiến sĩ, khi này đã là 30 tuổi. Gia đình lúc ấy mới mở tờ giấy toán mệnh đã niêm phong trước đó ra xem, thì thấy có ghi dòng chữ con trai ta 30 năm sau, đương chức tại Tân Triều, làm quan đến tam phẩm, thọ 50 tuổi. Sau đó, đến năm Bính Ngọ thời Khang Hy, Tống Trinh Dư quả nhiên được thăng làm phó đô ngự sử, làm quan đến tam phẩm, và qua đời năm Đinh Mùi, thọ đúng 50 tuổi. Tống Mậu Trừng và Bạch Hiếu Liêm là bạn rất thân cùng trang lứa, ông sống ở Hoài Nam, Bạch Hiếu Liêm cũng là người rất tinh thông thuật mệnh lý. Một buổi sáng sau khi thức dậy, Tống Mậu Trừng nói với vợ, vào một ngày nào đó của tháng 9 năm nay, Bạch huynh ở Hoài Nam sẽ chết. Huynh ấy không có con trai, tôi nên qua sông để từ biệt huynh ấy và lo tang lễ cho huynh ấy. Gần tới ngày đó, ông mua một chiếc thuyền để qua sông. Khi đến Bạch gia ở Hoài Nam thì Bạch Hiếu Liêm đã đợi sẵn ở cửa. Bạch mỉm cười hoan nghênh ông và nói, "Tôi biết rằng hôm nay đạo huynh sẽ đến để tiễn tôi." Sau đó hai người đóng cửa ngồi đối diện nhau uống rượu cho thỏa thích suốt vài ngày. Vào một ngày tháng 9 Bạch Hiếu Liêm quả nhiên qua đời mà không vì bệnh tật. Tống Mậu Trừng sau khi làm xong hậu sự cho Bạch Hiếu Liêm, thì trở về nhà. Ông nói trước với vợ về chuyện sinh tử của mình, sự việc của Bạch Huynh đã hoàn tất và tôi cũng sẽ qua đời vào tháng 3 năm sau. Vậy là tháng 3 năm sau, quả nhiên Tống Mậu Trừng cứ như vậy mà tạ thế. Ông có để lại một bộ sưu tập các tác phẩm cửu dược tập, gồm các tác phẩm tiểu thuyết văn học dân gian. Câu chuyện thứ 14, Bậc Trí Giả, Thanh Tình Làm Việc hồ đồ làm người. Hồ đồ là một loại tâm thái, cũng là một loại tu hành. Trong mắt khổng tử, hồ đồ là trung dung. Trong mắt lão tử, hồ đồ là vô vi. Còn trong mắt trang tử, hồ đồ là tiêu dao Trong lòng hiểu rõ, trên nét mặt lại hồ đồ. Đó là một loại cảnh giới làm người cao thượng mà bậc trí giả hướng đến. Có người nói, đời người có hai việc khó, chính là thanh tịnh làm việc, hồ đồ làm người. Quả thực đúng là như vậy. Có những việc thấy rõ mà làm như không thấy, thông minh mà giả như ngốc nghếch, việc ấy tưởng dễ mà không dễ. Nó đòi hỏi một người phải trải qua quá trình tu dưỡng mới có thể thực sự đạt được. Làm việc là cái gốc rễ của lập mệnh an thân, còn thanh tịnh làm việc lại là điều thiết yếu để thành tựu nhân sinh hoàn mỹ. Thanh tịnh làm việc đòi hỏi phải thường xuyên bảo trì được đầu não tỉnh táo khi làm việc, không mơ hồ viển vông, không nhầm lẫn giữa tốt và xấu, thiện và ác, biết việc gì nên làm việc gì không. Đứng trước những thủ đoạn gian trá, cần phải thanh tỉnh nhìn nhận người có thể làm được như vậy mới không gặp phải tai ương không đáng có từng có một câu chuyện kể rằng có hai người rơi xuống nước một người thị lực rất tốt một người thì bị cận thị hai người họ vùng vẫy trong hồ nước rất rộng và dần dần bị kiệt sức đột nhiên người có thị lực tốt nhìn thấy phía trước không xa có một con thuyền nhỏ đang tiến về phía hai người họ người cận thị cũng mơ hồ nhìn thấy được điều đó thế là hai người họ cố gắng lấy hết dũng khí sức lực để bơi về phía con thuyền nhỏ bơi được một hồi người thị lực tốt bỗng dừng lại bởi vì anh ta nhìn thấy rất rõ ràng đó không phải là một con thuyền nhỏ mà chỉ là một mảnh gỗ mục nát tuy nhiên người cận thị lại không biết đó chỉ là mảnh gỗ anh ta vẫn cố sức bơi về phía trước cuối cùng người cận thị cũng bơi đến mục tiêu phía trước và phát hiện ra đó chỉ là một mảnh gỗ mục nát nhưng đồng thời anh ta cũng đã đến được chỗ không còn cách bờ bao xa cuối cùng người có thị lực tốt cứ như vậy mà mất mạng trong hồ nước còn người bị cận thị lại có được một cuộc sống mới trong cuộc sống có rất nhiều sự tình không biết còn tốt hơn là biết rất nhiều sự tình không cần phải tinh thông quá cũng không cần quá khôn khéo rất nhiều sự tình nên là hồ đồ một chút lại khiến nó đi đến trạng thái tốt hơn suy ngẫm kỹ một chút chúng ta có thể nhận ra rằng kỳ thực cuộc đời vốn là hồ đồ khoái hoạt và hạnh phúc đều được cất giấu trong sự hồ đồ này rất nhiều khi thanh tỉnh ra rồi thì tất cả những hạnh phúc và vui vẻ cũng sẽ tan thành mây khói. Thư họa ra nổi tiếng đời nhà Thanh, Trịnh Bản Kiều từng để rất nhiều bức hoành nổi tiếng, trong đó nan đắc hồ đồ, tạm dịch, hồ đồ khó thật khó, với cật huy thị phúc, tạm dịch, chịu thiệt là phúc, là hai bức mà ai cũng thích nhất. Người có thể hồ đồ mới có thể chịu thiệt, con người sống trên thế gian, có thể chịu thiệt là một loại cảnh giới làm người biết chịu thiệt là một loại xử thế và người nguyện ý chịu thiệt là người biết nhìn xa trông rộng bởi vì cổ nhân cho rằng chịu thiệt là có thể tích đức mà hết thầy phúc lộc thọ trong đời của một người là từ đức mà ra hơn nữa họ cũng cho rằng trong họa có phúc trong phúc có họa nên có những sự tình trước mắt tưởng như chịu thiệt nhưng lại là hậu phúc về sau cũng chính vì thế mà những người già trước đây thường hay dạy bảo con cháu chịu thiệt là phúc làm người phải biết hồ đồ tâm phải đơn giản ít tính toán không vì chuyện nhỏ mà lo lắng, mới có thể sống tự do thoải mái. Lúc khó khăn nhất, cứ tính toán so đo được mất, chi bằng sống hồ đồ mà an yên, tự tại. Trên đường đời, có những lúc, chúng ta cần phải sống hồ đồ một chút, sống tự tại một chút, tùy tính một chút, mắt nhắm mắt mở sống qua ngày. Như vậy là bỏ qua cho bản thân cũng là bỏ qua cho người khác. Người hiểu được đạo lý này mới sống khoái hoạt, hạnh phúc. Phàm là những người lúc nào cũng tính toán chi ly với người khác, đa phần cuộc sống không vui vẻ hồ đồ không phải ngốc nghếch cũng không phải mù quáng mà là một loại khí phách một loại tu dưỡng và cũng là một loại cảnh giới đối với lợi lộc hồ đồ một chút sẽ không làm thương tổn hòa khí đối với tình người hồ đồ một chút mới không thẹn với lương tâm trong việc tranh danh đoạt lợi hồ đồ một chút mới không khiến đầu óc mệt mỏi đối với những chuyện thị phi bịa đặt hồ đồ một chút mới không mệt đôi tai câu chuyện thứ mười lăm Thuộc hạ bị tố cáo, Tào Tháo và mạnh thường quân ứng xử thế nào? Từ xưa đến nay, làm người thì có rất nhiều nguyên tắc cơ bản không thể phá vỡ. Cổ nhân có dạy, làm một người chân chính lúc nào cũng phải nghĩ cho người khác và nghiêm khắc với bản thân mình. Sống không thẹn với lòng, bởi vì liêm khiết tự sinh uy. Triều Minh Thái tử vì nghĩ cho đầu bếp, lịch sử có ghi rằng Triều Minh Thái tử thời nhà Lương khi đang dùng bữa đã phát hiện có ruồi và côn trùng chết bên trong đĩa thay vì triệu người để trừng phạt và chút cơn phẫn nộ triều minh đã không nói một lời ông lặng lẽ nhặt nó ra và giấu dưới tấm gỗ trên sàn vì sợ có người phát hiện sẽ trừng trị đầu bếp nên không để cho ai thấy dùng người thì không nghi ngờ vào thời chiến quốc có một chiếc hộp gỗ nhỏ được dâng lên ngụy văn hầu vị quân chủ khai quốc của nước ngụy trong đó chứa toàn những bức thư tố cáo một số văn quan võ tướng dưới trướng ông ngụy văn hầu đã phong ấn chúng mà không cần nhìn đến cuối cùng thiêu dụi tất cả mạnh thường quân một quý tộc của nước tề đã tiêu hủy tất cả những bức thư oán hận ông mà không hề nghĩ ngợi nhiều lưu tú hán quang vũ đế là người sáng lập triều đại đông hán trung quốc ông đã không kiểm tra những thư từ qua lại câu kết giữa vương lăng và những người thân cận với mình tào tháo cho một số người trong quân bí mật đốt toàn bộ thư từ của viên thiệu một đối thủ mạnh nhất của ông trong thời tam quốc những việc làm nêu trên đều là để bỏ tâm hoài nghi thể hiện sự thành tâm là ví dụ điển hình về đối đãi với cấp dưới tưởng uyển lượng thứ cho người khác vào thời tam quốc tương uyển nhà thục hán được phong là thượng thư lệnh khi đó thục hán vì gia cát lượng vừa mới qua đời nên nhiều người xa gần vô cùng lo lắng lúc này điểm khác biệt giữa tương uyển và các quan chức khác là ông không hề tỏ ra lo lắng hay buồn phiền cũng không hề hưng phấn mọi việc đối với ông vẫn như thường lệ điều đó khiến mọi người cảm thấy an tâm rất nhiều tưởng uyển đã từng đàm đạo với dương hí nhưng dương hí đã không trả lời bất cứ điều gì có người nói hỏi mà không trả lời chẳng phải là khinh nhờn vô lễ với người trên sao tưởng uyển đáp trước mặt thì khuất phục và sau lưng thì trách móc là điều mà người xưa hết sức không khuyên bảo nếu dương hí tán thành với ý kiến của tôi thì đó không phải là thành tâm của anh ta còn nếu phản đối ý kiến của tôi sẽ lộ ra những sai lầm của tôi dương hí im lặng đó quả thực là một cử chỉ ngay thẳng và khôn khéo sự bao dung và chân thành của tương uyển đối với dương hí đã khiến mọi người xung quanh cảm thấy rất khâm phục liêm khiết tự sinh uy tham nhũng ắt khiếp đảm phong khánh là người huyện ngân nay là thành phố ninh ba tỉnh chiết giang thời nhà minh tự là văn khánh là tiến sĩ dưới thời minh anh tông trị vì ông giữ chức tổng đốc hà nam lúc bấy giờ phong khánh đã nổi tiếng gần xa với những lời can gián thẳng thắn Tác phong chân chính, kỷ luật nghiêm minh, trong quận huyện gần như không ai là không biết đến danh tiếng của ông. Một ngày nọ, khi kiểm tra hoạt động của các quan viên, Phong Khánh phát hiện ra rằng có một chi huyện tham nhũng và phạm pháp. Vị ấy rất sợ hãi, vì vậy ông đã dùng bạc làm thành nến và đưa tặng cho Phong Khánh. Vốn là một người trung thực, ông không hề biết rằng những cây nến ấy được làm bằng bạc. Sau đó, thuộc hạ của ông đã nói cho bí mật bên trong của tặng nến cho Phong Khánh tỏ tường. Ngày hôm sau, Phong Khánh bình tĩnh nói với Tri Huyện, nến của ngươi không thể đốt được. Hãy đem về mà thay bằng loại có thể đốt được ấy. Tri Huyện tự biết mình tham nhũng, phạm pháp, mà giờ cũng không thể hối lộ để thoát tội nên vô cùng hoảng sợ. Trong khi Phong Khánh vẫn chưa chính thức điều tra vụ án, mà tên Tri Huyện đã ném quan ấn và cởi đai xuống, tự mình bỏ trốn. Tể tướng thời trước, đáp lễ đồng hương, tương truyền rằng sự Việt Vương là một vị tể tướng. Sau khi nghỉ hưu, trên đường trở về nhà ông đi qua Từ Hy, thuộc vùng Đông Bắc Chiết Giang ngày nay. Thống đốc địa phương là Tương Ngạc, đã đi ra khỏi thành để nghênh đón ông. Sau khi gặp mặt, các quan viên trong huyện đã xếp hàng ngay ngắn trong sân để bái kiến sử vương, và ông cũng bái kiến họ một hành động khiến nhiều người rất bất ngờ. Tương Ngạc nói với sử Việt vương rằng ông không cần đáp lễ như thế. Sử Việt vương nói, ngài là trưởng bối của họ, đối với họ cần phân minh tôn ti trên dưới. Còn ta và họ là đồng hương, bình đẳng như nhau, nên ta cần đáp lễ. Câu chuyện thứ 16, chuyện bậc thầy tử vi lão tổ Trần Đoàn và vụ bán mua có 102 trong lịch sử. Tử vi là môn bói mệnh linh nghiệm huyền bí, được tổng hợp và hệ thống lần đầu tiên bởi hy di lão tổ Trần Đoàn, sống vào thời Bắc Tống. Tương truyền, Trần Đoàn tiên sinh xem tinh tú trên trời đoán biết được vị hoàng đế tương lai sắp giáng lâm, nên tiên sinh họ Trần, húy là đoàn, tự hy di, người đất hoa sơn, ngày nay về phía nam huyện Hoa Âm tỉnh Thiềm Tây. Khi ra đời tiên sinh bị đẻ non tháng, nên mãi hai năm mới biết đi, thuở nhỏ thường đau yếu liên miên. Năm tám tuổi, tiên sinh tỏ rõ năng khiếu thiên bẩm nên được thân phụ hết lòng truyền khoa thiên văn và lịch số. Một hôm, tiên sinh dẫn đệ tử ra sân xem thiên văn, chợt kêu lên rằng, kìa quái lạ không? Đệ tử xúm lại nhìn theo tay tiên sinh chỉ thì thấy sao tử vi, thiên phủ đi vào địa phận của sao phá quân và hóa kỵ, mà ánh sáng chiếu xuống núi Hoa Sơn. Tiên sinh nói, tử vi, thiên phủ là đế tượng, tức là vua, tử vi bao giờ cũng đi trước, thiên phủ bao giờ cũng theo sau. Đây tức là anh em một gia đình nào đó, đang buổi hàn vi, sau sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang, vị tới đế vương. Phá quân là hao tinh chủ nghèo đói, hóa kỵ chủ bần hàn, kêu xin. Phá ngộ kỵ thì nghèo đói phải đi ăn may. Tử, phủ gặp phá kỵ tức hai vị thiên tử chưa gặp thời phải đi ăn xin tất cả chiếu xuống hoa sơn thì hai vị thiên tử sẽ qua đất hoa sơn ăn xin vậy ngày mai các người theo ta xuống núi giúp cho vị anh hùng vị ngộ đang gặp lúc cùng khó đệ tử thưa đệ tử nghĩ nhân lúc thiên tử chưa gặp thời ta nên cho người vay nợ để mai đây có dịp đòi nợ cứu giúp dân nghèo tiên sinh đồng ý hôm sau thầy trỏ xuống chân núi thấy một đoàn người chạy loạn đi qua tiên sinh để ý đến một thiếu phụ gánh hai chiếc thúng trong mỗi thúng có một đứa trẻ khôi ngô dung quang khác thường tiên sinh biết hai đứa trẻ này ứng vào sao tử phủ trên trời đây mới hỏi thiếu phụ bà ơi bà có mệt lắm không bà gánh hai vị thiên tử đi đâu vậy thiếu phụ đặt gánh xuống thưa con tôi đó đứa lớn tên triệu khuông dẫn đứa nhỏ tên triệu khuông nghĩa từ sáng đến giờ chúng đói không có gì ăn. Tiên sinh bố thí cho chút đồ ăn được không? Tiên sinh đáp. Tôi xem thiên văn thấy dung quang hai con bà khác phàm. Bà có nhớ ngày giờ sinh của chúng không? Thiếu phụ cho ngày giờ năm sinh của hai con. Tiên sinh tính số tử vi, thấy cách của khuôn dẫn là tử, phủ, vũ, tướng được tả, hữu, khoa, quyền, lộc cùng chiếu. Ngặt đại hạn đang gặp kiếp, kỵ nên nghèo khó. Số của khuôn nghĩa là thiên phủ lâm tuất, ngộ tả hữu khoa quyền đại hạn cũng đang gặp kiếp kỵ nên nghèo khó tiên sinh nói với học trò hai đứa trẻ này là chân mạng đế vương khi đại hạn đi đến gặp khôi việt sương khúc là lúc thành đại nghiệp đấy ta phải giúp đỡ mới được hầu mua lấy cảm tình lúc thiên tử gặp thời có thể nhân đó giúp dân vậy tiên sinh nói với thiếu phụ tôi tính số thấy hai con bà sau đều làm vua khi đã làm vua rồi thì tất cả giang sơn vạn dặm đều của con bà cả. Vậy bà bán cho tôi giải núi hoa sơn này lấy tiền mà tiêu. Thiếu phụ tưởng ông đạo sĩ điên khùng nên mới đòi mua cả giải núi. Bà đồng ý bán, bởi bà không biết chữ, nên xé vạt áo hai con quấn vào đôi đũa, nhét trong một ống đũa, coi như văn tự trao cho hy di tiên sinh và nhận mười nén vàng. Năm 960, triệu khuôn dẫn thống nhất Giang Sơn, lên ngôi vua lập ra nhà Tống, sau là Tống Thái Tổ, Niên hiệu Càn Đức Nguyên Niên, 963, quan chấn thủ vùng Hoa Sơn dâng biểu về triều rằng, có một đạo sĩ tên Trần Đoàn, tự hy di bao dưỡng dân chúng không nộp thuế. Đạo sĩ nói rằng, Hoa Sơn là đất riêng của ông, đã được nhà vua bán cho rồi. Tống Thái Tổ không nhớ chuyện cũ, nổi giận. Sai bắt Hy Di tiên sinh vào triều trị tội, nhưng quan địa phương rất kính trọng tiên sinh, không dám chói, còn đưa lửa cho tiên sinh cưới để lai kinh. Tiên sinh được giải vào triều kiến, Thái Tổ hỏi, đạo sĩ cũng phải tuân theo phép nước chứ. Hà cớ phao ngôn nói rằng đã mua đất của triều đình. Tiên sinh đáp, năm nay tôi đã trên 70 tuổi đâu dám nói dối. Luật lệ của bệ hạ là, đời cha mẹ vay nợ, thì đời con phải trả. Trước đây Thái Hậu qua Hoa Sơn, có bán cho bần đạo toàn vùng này lấy 10 nén vàng. Văn tự vẫn còn đây. Tiên sinh xuất trình ống đũa và vạt áo. Thái tổ truyền đem vào hậu cung hỏi Thái hậu thái hậu nhớ chuyện cũ vội kêu lên vị thần tiên ở núi hoa sơn đây mà người đã cứu nạn cho nhà ta xưa đây thái hậu kể chuyện xưa thái tổ và triều thần kinh sợ về tài tiên tri của tiên sinh vội tạ lỗi lưu tiên sinh lại kinh kính như bậc thầy tống thái tổ hỏi tiên sinh về khoa tử vi tiên sinh rút ra trong bọc tập sách nhỏ để tử vi chính nghĩa trao cho thái tổ cuối cùng tiên sinh dâng lên thái tổ một câu khi dùng tập sách này đó là chữ nhân, đừng nên dùng vào những việc ác độc, tổn âm đức. Tiên sinh được các quan xin coi tử vi, họ chỉ việc biên ngày sinh, tháng sinh, năm sinh và giờ sinh, tiên sinh sẽ kêu ra vị đó đang giữ chức vị gì trong triều, cùng sự lập thân ra sao, cuối cùng sự nghiệp sẽ kết thúc như thế nào. Triều thần không ai mà không kính phục, lời bàn, sự chính xác kỳ lạ của việc xem sao. Lấy lá số tử vi cho thấy cuộc đời mỗi con người đã được thiên thượng an bài từ trước, xét những việc lớn của đời người thì trong mệnh đã chú định điều gì nhất định sẽ có được trong mệnh đã không có thứ gì dù có mệt mỏi truy cầu cũng vô ích mà thôi thế nên trong thời loạn lạc trần đoàn tiên sinh nhìn qua là đã biết hai cậu bé ăn xin sau này ắt trở thành hoàng đế số mệnh của con người lại không phải an bài một cách ngẫu nhiên mà là dựa trên quy luật nhân quả thiện ác đều có báo ứng vậy nên hy di lão tổ mới dặn dò tống thái tổ phải biết giữ lòng nhân hành thiện tích đức thế thì đời sau mới tiếp tục được hưởng phú quý vinh hoa thịnh suy của thời đại vận hạn của đời người tương ứng với sự vận hành của các vị tinh tú điều này lịch sử trung quốc và việt nam đã chứng thực qua vô số trường hợp tư tưởng thiên nhân hợp nhất của người xưa uyên thâm và minh triết dẫu khoa học phương tây hiện đại chưa giải thích được nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại tất cả những điều trên cho chúng ta cảm nhận thấy sự tồn tại của thiên thượng cũng như mối liên hệ mật thiết vô hình giữa con người và thần linh giữa thế gian và thiên quốc. Phải chăng con người thế gian là đến từ thiên thượng? Liệu có một con đường, đạo, có thể giúp con người trở về thiên thượng hay chăng? Câu chuyện thứ 17, Âu Dương Tu, thành tài trong một đêm nhờ khiêm tốn và nỗ lực. Âu Dương Tu nghe xong lời góp ý của Doãn Sư Lỗ, tâm trạng phấn chấn trở lại. Ông nhớ kỹ những điểm quan trọng, rồi ngay lập tức viết ra một bài văn mới. Trong bài văn lần này, ông sử dụng số chữ ít hơn bài văn của Doãn Sư Lỗ 20 chữ từ ngữ câu cú liên kết chặt chẽ, muốn tăng hoặc giảm bất cứ một chữ nào cũng khó, thể hiện được màu sắc tinh tế mà lại xúc tích trong văn chương. Ngựa tốt một ngày đi ngàn dặm, ngựa kém kéo xe mười ngày. Trong chương thu thủy của cuốn trang tử nói rằng sở trường của giống ngựa tốt nằm ở khả năng chạy của nó, một ngày có thể chạy một ngàn dặm, dân gian có câu, kỳ ký, hoa lưu, một ngày mà chạy ngàn dặm. Thành ngữ một ngày ngàn dặm cũng được bắt nguồn từ trong câu nói này kỳ ký, Hoa lưu đều là tên gọi của các con bảo mã, sau này thường được dùng để chỉ những người có tài hoa xuất chúng. Trong tác phẩm khuyến học của tuân tử có câu, nô mã thập giá, ngựa kém kéo xe 10 ngày, để khuyên con người cần cù bù thông minh, mỗi ngày đều phấn đấu không ngừng thì vẫn có thể đạt được mục tiêu, nô mã thập giá, công tại bất xá, ngựa kém kéo xe 10 ngày, thành công do không từ bỏ. Nô mã, ngựa kém, là con ngựa không thể chạy nhanh, thường gọi là liệt mã, ngựa yếu, ngựa kéo xe một ngày gọi là nhất giá. Thập giá tức là lộ trình kéo xe trong 10 ngày. Ngựa tốt một ngày có thể chạy ngàn dặm. Ngựa thường tuy là chạy chậm, nhưng tích lũy sự cố gắng trong 10 ngày thì cũng có thể chạy được một ngàn dặm. Tuân tử không chú trọng sự hơn thua về tốc độ và cũng không xem trọng sự thắng thua, mà chỉ muốn nhấn mạnh học tập cần phải kiên trì lâu dài, cố gắng không bỏ cuộc, kiên định tiến thẳng về mục tiêu trong học tập cũng như trong hành trình cuộc đời nếu như đã lựa chọn mục tiêu của mình rồi, thì cho dù chỉ là một con ngựa bình thường đi nữa, chỉ cần cố gắng tích lũy công sức kéo xe trong 10 ngày, trăm ngày, trăm ngàn ngày, thì vẫn có cơ hội đạt được mục tiêu. Âu Dương Tu cố gắng một đêm kéo xe của 10 ngày, một ngày đi ngàn dặm. Nhân vật Âu Dương Tu được xem là một trong những văn nhân hàng đầu của thời Bắc Tống. Ông vô cùng cần cù hiếu học và thận trọng, có lòng quyết tâm phải theo kịp người xưa. Cha của Âu Dương Tu mất sớm, lúc nhỏ gia đình ông rất nghèo, mẹ ông phải giải vôi xuống dưới đất, xé ngọn cỏ lau để làm bút để dạy Âu Dương Tu học viết chữ. Năm 20 tuổi, thanh danh của ông đã được truyền đi khắp nơi, văn chương nổi tiếng khắp thiên hạ, ông còn là người khắc chữ lên bia đá nổi tiếng và là nhà lịch sử học. Nếu nói đến tư chất của Âu Dương Tu thì chắc chắn phải thuộc vào hàng thông minh thiên bẩm, tuy nhiên, trong quá trình học sáng tác văn chương ông từng thể hiện sự chăm chỉ được ví như con ngựa yếu trong một đêm kéo xe của 10 ngày, đạt đến khả năng một ngày chạy ngàn dặm, tiến bộ thần tốc khiến mọi người đều kinh ngạc. Ông đã học tập như thế nào? Trong tương sơn giã ký có ghi chép về chuyện này. Đó là một câu chuyện xảy ra tại Lạc Dương thuở Âu Dương Tu còn trẻ. Lúc đó tại địa phương, vị quan đứng đầu ở Lạc Dương là tiền duy diễn có cho xây một quán trọ mới, tên là Lâm Viên. Khi Lâm Viên khánh thành, ông tìm ba nhân tài xuất chúng của thời bấy giờ là Tạ Hy Thâm, Doãn Sư Lỗ và Âu Dương Tu viết một bài văn để chúc mừng quán trọ khai trương. Ba người họ đều là trong một đêm đã viết ra được bài văn của mình, trong lòng họ đều có ý muốn đỏ sức với nhau, nên liền mang văn chương ra so tài. Bài văn của Tạ Hy Thâm chỉ có 500 chữ, Âu Dương Tu viết được hơn 500 chữ, còn Doãn Sư Lỗ chỉ dùng có hơn 300 chữ mà đã viết thành lâm viên ký. Ngôn từ đơn giản mà lại rất chi tiết cụ thể tường thuật đầy đủ, trích dẫn tích truyện, kết cấu văn chương có thủ pháp hợp lý rõ ràng. Sau khi Tạ Hy Thâm và Âu Dương Tu xem xong bài văn của Doãn Sư Lỗ thì chỉ muốn đem bài văn của mình giấu đi mà thôi, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Nhưng Âu Dương Tu không vì vậy mà nản lòng, cũng không từ bỏ việc nâng cao khả năng sáng tác của bản thân. Vậy là một mình ông mang rượu đi thỉnh giáo Doãn Sư Lỗ, cả đêm đều hỏi ông ta về việc phải làm sao để viết ra bài văn hay. Doãn Sư Lỗ không chút che giấu, Ông rất nhiệt tình và thẳng thắn nói với Âu Dương Tu, văn chương của ông có cách điệu cao, tuy nhiên, về bố cục phát triển nội dung văn chương có hơi yếu một chút, sự xúc tích mà tinh tế của từ ngữ vẫn còn chưa đủ. Âu Dương Tu nghe xong lời góp ý của Doãn Sư Lỗ, tâm trạng phấn chấn trở lại, ông nhớ kỹ những điểm quan trọng, rồi ngay lập tức viết ra một bài văn mới. Trong bài văn lần này, ông sử dụng số chữ ít hơn bài văn của Doãn Sư Lỗ 20 chữ, từ ngữ câu cú liên kết chặt chẽ muốn tăng hoặc giảm bất cứ một chữ nào cũng khó, thể hiện được màu sắc tinh tế mà lại xúc tích trong văn chương. Sau lần đó, Doãn Sư Lỗ nói với mọi người, Âu Dương Tu tiến bộ rất nhanh, đúng là một ngày đi ngàn dặm. Câu chuyện thứ 18, một lần hót khiến người người kinh sợ và giai thoại vang danh của Sở Trang Vương. Một số nhà sử học đương thời từng nhận xét rằng, Sở Trang Vương là bậc quân chủ vô cùng khôn khéo, vừa ra tay đã có khí thế thiên binh vạn binh mã, nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên. Câu thành ngữ nhất minh kinh nhân thường được dùng để nói về một người nhìn bề ngoài thì không có gì nổi bật, thậm chí là không có tiếng tăm gì, nhưng khi làm việc lại có thể tạo ra kết quả bất ngờ khiến cho người ta kinh ngạc. Nguyên thành ngữ này bắt nguồn từ câu nói, không bay thì thôi, hế cất cánh là bay tận trời xanh, hoặc không hót thì thôi, hế cất tiếng là khiến người người kinh sợ. Người đời sau liền nói thành, nhất minh kinh nhân. Từ nguồn gốc của câu thành ngữ nhất minh kinh nhân, trong sử ký hoạt kê liệt truyện của tư mã thiên thời tây hán có kể về việc thuần vu khôn ở nước Tề đã dùng lối nói ẩn ý để đối thoại với nhà vua như sau thuần vu khôn nói nước ta có con chim lớn lại đậu ở sân của nhà vua nhưng ba năm không bay không hót không biết đây là chim gì vương trả lời ta biết rồi đây có thể không phải là loài chim thường con chim này ba năm không bay nhưng khi bay vút tận trời xanh ba năm không hót nhưng khi hót là người người khiếp sợ Thuần Vu Khôn vốn là phò mã nước tề, thân cao chưa đầy bảy xích, khoảng 2 mét, tính tình vui vẻ, nói năng khôn khéo, nhiều lần được cử đi sứ các nước khác nhưng ông chưa bao giờ chịu khuất nhục. Lúc tề uy vương tại vị, ông rất thích nói những ngôn từ khó hiểu, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, hàm vui, say sưa rượu chè, không quan tâm đến chính sự. Ông đem việc chính sự ủy thác cho Khanh Đại Phu. Thổ ấy, văn võ bá quan trong triều cũng đều hoang dâm phóng túng các nước láng giềng thường thay nhau tấn công xâm lược nước tề quốc gia lâm nguy đến mức đối diện với sự diệt vong nhìn thấy cảnh tượng này đám quan lại hạ thần triều đình không ai dám khuyên can tề vương thuần vu khôn đã dùng ngôn ngữ khó hiểu để thuyết phục vua tề nước ta có con chim lớn lại đậu ở sân của nhà vua nhưng ba năm không bay không hót không biết đây là chim gì tề uy vương nói con chim này không bay thì thôi chỉ cần nó cất cánh là bay tận trời xanh nó không hót thì thôi chứ khi đã hót là sẽ khiến người người khiếp sợ. Vậy là, tể uy vương đã hạ lệnh cho 72 quan phủ vào chiều bẩm tấu sự tình. Ông khen thưởng từng người cũng trách phạt từng người, đồng thời ông cũng cho xuất binh ngăn địch khiến các nước chư hầu hoảng sợ, đều đem đất đã xâm chiếm trả lại cho nước tể. Tể uy vương cũng tại vị được 36 năm. Những lời này sau cũng đã được ghi lại trong điền hoàn thế gia. Đến những giai thoại vang danh thiên hạ về sở trang vương. Tuy nhiên, điển cố nhất minh kinh nhân lại có liên quan đến sở trang vương bắt nguồn sớm nhất vào thời xuân thu chiến quốc sách hàn phi tử dụ lão có ghi chép rằng sở trang vương làm chính sự ba năm không hạ lệnh ba năm không lên triều tư má đứng hầu bên phải mới hỏi sở trang vương một cách đầy ẩn ý tại ngọn đồi phía nam có con chim ba năm không cất cánh không bay không hót im im ắng ắng không biết đây là chim gì sở trang vương nghe xong liền nói ba năm không bay để chắp đôi cánh thật dài không bay không hót, là đang quan sát dân tình xã tắc. Mặc dù không bay, nhưng khi cất cánh sẽ bay tận trời xanh, mặc dù không hót, nhưng khi cất tiếng là người người kinh sợ. Ngươi đừng quản nữa, ta đã hiểu rồi. Sau nửa năm, Sở Trang Vương liền tự mình xử lý việc triều chính, ông bãi bỏ 10 điều và thiết lập 9 điều, giết 5 quan đại thần và dùng 6 người ẩn danh. Cuối cùng Sở Trang Vương đã khôi phục đất nước vô cùng thịnh vượng. Sở Trang Vương đã khởi binh chinh phạt nước Tề, tiến đến từ châu đánh bại tể quốc tại sông ung đánh thắng quân tấn tại nước tống hội họp chư hầu và xưng bá chủ thiên hạ sở trang vương không biểu lộ tài thao lực của mình quá sớm nên mới gặt hái được công lớn cho nên trong đạo đức kinh lão tử có nói rằng đại khí vãn thành đại âm hy thanh ý tứ là đồ dùng lớn lâu thành tiếng lớn nghe không thấy trong chính sử sử ký sở thế gia của tư mã thiên có ghi chép chi tiết hơn ngũ cử tâu có con chim đậu ở đỉnh đồi, ba năm không bay không hót, không hiểu đó là chim gì. Trang Vương trả lời, ba năm không bay, một khi cất cánh là vút lên tận trời xanh, ba năm không hót, nhưng khi cất tiếng là khiến người người kinh sợ. Sở Trang Vương thừa kế ngôi vị đã ba năm mà chưa hề ban chiếu chỉ dụ, không để ý đến việc triều chính và cơ nghiệp bá chủ, ban ngày thì du ngoạn săn bắn, đêm đến thì bày tiệc uống rượu, ông hạ lệnh cho dựng một tấm biển gỗ viết, ai dám can ngăn thì chém chết không cần luận tội. Tuy vậy quan đại thần ngũ cử vẫn liều chết vào cung khuyên can. Lúc đó, tay trái Trang Vương ôm Trịnh Cơ, tay phải ôm Việt Nữ, ngồi chính giữa đám ca sĩ và vũ công. Ngũ cử thưa, hạ thần hy vọng có thể nói với chúa công một lời khó hiểu. Tiếp đến ông nói, có con chim đậu trên đồi, ba năm không bay không hót, đây là loại chim gì? Sở Trang Vương nghe xong liền nói, ba năm không bay, một khi cất cánh sẽ bay tận trời xanh, ba năm không hót khi cất tiếng sẽ khiến người người kinh tâm động phách ngươi đi xuống đi ta biết rõ ý tứ của ngươi vài tháng sau sở trang vương càng thêm buông thả hơn đại phu tô tòng lại liều mình vào cung khuyên ngăn sở trang vương nói ngươi không nghe chiếu lệnh của ta sao tô tòng trả lời xả thân mà có thể khiến chúa công tài đức sáng suốt đây là tâm nguyện của hạ thần nghe xong lời này sở trang vương liền ngừng các cuộc vui chơi và bắt đầu xử lý chính sự ông cho giết mấy trăm kẻ phạm tội thăng chức cho mấy trăm người có công. Ngoài ra còn phân công cho ngũ cử và tô tòng quản lý việc triều chính. Cả nước trên dưới đều vô cùng ủng hộ. Thuở ấy, nước sở đang đứng bên bờ diệt vong. Nhưng chỉ trong 6 năm sau đó đã có thể thảo phạt nước tống và thu về 500 chiếc chiến xa. Một số nhà sử học còn nhận xét rằng, sở Trang Vương là bậc quân chủ vô cùng khôn khéo, vừa ra tay đã có khí thế nghìn vạn binh mã, nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên, trong suốt 3 năm tưởng chừng sở trang vương không làm gì nhưng kỳ thực ông đang nghiên cứu và khảo nghiệm bá quan văn võ. Ông ngụy Trang bản thân thành một vị quân chủ hổ đồ nhưng thực chất là đang âm thầm tìm hiểu tình hình thế sự. Sở Trang Vương quả là một bậc quân chủ có tài thao lược hiếm có. Một số học giả đời sau giải thích nguồn gốc của thành ngữ nhất minh kinh nhân như sau, điều này có lẽ cũng không mâu thuẫn. Có thể Tể Uy Vương cũng từng bị hỏi qua câu ẩn ngữ này. Sau đó nhớ tới Sở Trang Vương đã từng nói qua mà đột nhiên tỉnh ngộ, bất ngờ thốt lên câu trả lời. Sở Trang Vương tên thật là Hùng Lữ, hay Mị Lữ, là con trai của Sở Mục Vương. Ông là một trong những vị Sở Vương có thành tựu đáng kể nhất. Dưới thời đại của ông, nước Sở trở nên cực thịnh, đặc biệt là đánh bại được nước Tấn, thảo phạt nước Trịnh, khiến tên tuổi của Sở Trang Vương được liệt vào trong ngũ bá thời Xuân Thu. Trong lịch sử Trung Quốc, Sở Trang Vương là một bậc quân chủ vô cùng nổi tiếng có một câu nói được nhiều người biết đến ám chỉ ông, đó là Tuyệt Anh Chi Yến, được ghi chép trong thuyết Uyển Phục Ân. Đại Minh Phùng Mộng Long Đông Chu Liệt Quốc Chí hồi thứ 51 có miêu tả khá kỹ càng về chuyện này. Về sau, điển cố này còn được viết thành vở kịch nổi tiếng mang tựa đề trích anh hội, chuyện kể rằng, trong thời kỳ Xuân Thu, các nước chư hầu không ngừng chiến loạn. Sở Trang Vương đã bày tiệc đại yến quần thần thiết đãi danh tướng để chuẩn bị bình định phản loạn. Tần Phi, người được sở trang vương sùng ái cũng dự tiệc để trợ hứng khi bữa tiệc diễn ra tiếng đàn điệu múa rượu ngon sơn hào hải vị diễn bày la liệt trời đã tối mà mọi người vẫn rất hứng khởi sở trang vương còn hạ lệnh đốt đèn tiếp tục yến tiệc ông còn gọi hứa cơ người đẹp được sùng ái tới mời rượu các tướng lĩnh và văn võ quần thần lúc đó bỗng nhiên gió thổi mạnh các cây nến đều bị dập tắt lúc này có một vị quan viên cả gan nắm tay hứa cơ kéo vào lòng hứa cơ dãy giụa thoát ra đã xé tay áo của quan viên này và giật giải lụa trên mũ xuống hứa cơ đến trước mặt sở trang vương để cáo trạng muốn sở vương cho thắp nến lên xem ai có bị mất giải lụa trên mũ để tìm ra kẻ vô lễ sở trang vương nghe xong liền bảo chưa vội thắp nến thay vào đó ông còn nói lớn hôm nay quả nhân mở yến tiệc muốn cùng các khanh vui hết mình mời các khanh hãy giật bỏ giải lụa trên mũ của mình để uống cho thoải mái nghe sở trang vương nói vậy tất cả mọi người đều làm theo lúc này nến mới được thắp lên quân thần lại tiếp tục vui vẻ huyên náo sau khi tiệc tan sở trang vương trở lại cung hứa cơ liền trách ông sao không để cô hả giận trang vương nói lần này vua quan yến tiệc chỉ tại quá chén tạo dựng quan hệ hòa hợp quân thần khi say rồi thực hiện hành động thất thố cũng là chuyện thường tình của con người nếu truy cứu trách nhiệm tiến hành trách phạt để lộ ra điểm xấu tổn thương nho sĩ quần thần không vui quả nhân không muốn điều này. Lúc này hứa cơ mới hiểu dụng ý của sở trang vương. Đây cũng là câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử mang tên tuyệt anh Tri Yến. Ba năm sau, nước tần và nước sở giao chiến, có một vị tướng luôn anh dũng tiên phong phía trước. Năm lần giao tranh, năm lần anh dũng tác chiến dẫn đầu đẩy lui quân địch, cuối cùng đạt được thắng lợi. Sở trang vương kinh ngạc hỏi, tài đức của ta nông cạn, chưa từng yêu ái ngươi, tại sao ngươi lại không ngại vào sinh ra tử đối với ta đến như vậy? Người ấy bèn thưa, Lẽ ra trước đây hạ thần đã mất mạng rồi. Còn nhớ khi xưa trong đại yến triều đình, thần đã uống say đánh mất phép tắc, quân vương từng che giấu giúp mà không truy sát. Thần chịu nghĩa xưa, đội ơn dày của bệ hạ đã tha cho tội khi quân, vốn mong muốn liều chết để báo đền ân đức bệ hạ, đến nay thần mới có dịp. Thần là người năm xưa bị cung nữ giật mất giải lụa trên mũ trong đêm yến tiệc. Vì thế mà người này đã quả cảm giúp sở trang vương đánh bại quân tần, nước sở nhờ thế mà trở nên hùng mạnh trong thuyết uyển có viết, có tích âm đức thì mới có dương báo. Sở Trang Vương là bậc quân chủ tài giỏi thao lược và đầy tham vọng. Cuối cùng ông cũng hoàn thành đại sự thống trị và là một trong năm bá chủ thời Xuân Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe hết video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được an yên ở đời. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.